Hello, xin chào mừng tất cả các anh chị đang có mặt trong buổi Zoom tối ngày hôm nay. Chúc cho tất cả các anh chị một buổi tối tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có, mạnh khỏe và hạnh phúc trọn vẹn nha. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với chuỗi chu kỳ 21 ngày gia tăng thu nhập bằng luật hấp dẫn các anh chị nhé. Và hôm nay thì Thanh An sẽ chia sẻ với các anh chị một cái nội dung để giúp cho chúng ta đạt được cái kết quả của chúng ta một cách nhanh hơn, ngắn hơn và dễ dàng hơn được không ạ? Đó chính là cái cách mà chúng ta giao tiếp với con người phi thường bên trong mình, giao tiếp với ông đèn thần bên trong mình được không ạ? Bởi vì bao nhiêu năm qua chúng ta đã giao tiếp với ông ấy một cách rất là nhiều, từng giây, từng phút, từng giờ. Nhưng mà sao? Mục tiêu của chúng ta chờ hoài không thấy tới. Vậy chắc chắn có một cái điều gì đó mà chúng ta chưa biết các anh chị ha. Khi mà chúng ta chưa đạt được một cái kết quả gì á, mà trong khi cái kết quả đó là cái kết quả mà chúng ta mong muốn mà chúng ta chưa đạt được á, thì có nghĩa là có một cái điều gì đó mà chúng ta chưa biết các anh chị. Đúng hay rất đúng các anh chị? Bao nhiêu năm qua chúng ta có liên tục suy nghĩ không ạ? Bao nhiêu năm qua chúng ta có liên tục suy nhớ nghĩ về nó không ạ? Có. Đấy. Nhưng mà thấy cái gì? Cái nhà, cái xe, thu nhập thụ động, chín con số, chưa thấy đâu hết các anh chị. Vậy có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là có một cái điều gì đó mà chúng ta chưa biết. Và cái điều đó sẽ được tiết lộ xuyên suốt trong cái chuỗi Zoom 21 ngày các anh chị ha. Cho nên là chúng ta hãy ra quyết định, đó là chúng ta tham gia đầy đủ tất cả các cái nội dung trong chu kỳ 21 ngày này các anh chị nha. Bởi vì nó có liên kết với nhau các anh chị. Thiếu một buổi coi như là sao? Coi như là cũng không hiểu gì hết. Hoặc là thiếu một buổi thì sao? Ứng dụng kết quả cũng không lớn bằng những anh chị mà lớn kết quả cũng không lớn bằng những anh chị mà có một cái hành trình học tập chăm chỉ và xuyên suốt các anh chị ha. Đấy, được không ạ? Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ra quyết định và cam kết tham gia đầy đủ tất cả các buổi Zoom thì có thể là cùng comment tôi được không ạ? Chúng ta hãy cùng nhau tham gia xuyên suốt trong số trong các cái buổi Zoom tiếp theo của tháng 8 này thì có thể là cùng comment tôi các anh chị nhé. Để mình có một cái kết quả lớn nhất, mà mình có kết quả lớn nhất thì ai là người được lợi? Mình các anh chị nhé. Đấy. Ok các anh chị ha. Vậy thì á, để mà chúng ta giao tiếp được với tiềm thức của mình á các anh chị, thì chúng ta như thế nào? Chúng ta có ba cái cách cơ bản nhất các anh chị nhé. Chúng ta phải ghi chép kỹ để làm sao á mà chúng ta đưa được cái mục tiêu của mình vào trong cái tầng tiềm thức của mình á các anh chị nhé. Đó. Và Thanh An cũng sẽ vẽ cho các anh chị thấy nhé. Tâm thức của chúng ta nó là một cái tảng băng trôi các anh chị nhé. Tâm thức của chúng ta nó là một cái tảng băng trôi các anh chị. Và anh chị thấy rằng ý thức của chúng ta nó chỉ chiếm 10% thôi các anh chị. Nó là cái bề nổi của tảng băng trôi các anh chị ha. Rồi các anh chị tắt mic giúp Thanh An nhé. Đấy. Mình thấy thoạt đúng không các anh chị? Đây là cái tâm thức của mình. Gồm hai phần. Gồm hai phần. Đấy. Mọi người thấy rõ không ạ? Cái phần phần ở trên đó, nó chính là ý thức và phần ở dưới thì là tiềm thức các anh chị. Ý thức thì chiếm 10%, còn tiềm thức thì chiếm 90%. Nếu mà chúng ta những cái mục tiêu của mình đó, nó nằm trên cái phần này này các anh chị. Nó chưa dễ để trở thành sự thật. Và nếu có thì nó cũng phải cần thời gian các anh chị nhé. Và nó chưa có được nhanh. Tại vì ý thức thường sử dụng những cái nguồn lực cũ, những cái con người cũ, những cái kiến thức cũ, những cái tư duy cũ các anh chị. Và có bao nhiêu cái cũ thì nó sử dụng hết rồi các anh chị. Nếu như mà chúng ta sử dụng, nếu như mà chúng ta sử dụng những cái nguồn lực cũ mà chúng ta thành công thì chúng ta đã thành công lâu rồi các anh chị ha. Đấy. Nhưng có một phần mà chúng ta chưa có khai phá, cũng như là chúng ta chưa có sử dụng để đạt ra cái kết quả mà sử dụng ngược đó. Có thể là nhiều năm vừa qua chúng ta vẫn đang sử dụng tiềm thức của mình, nhưng mà chúng ta lại sử dụng theo cái kiểu đó là gì, không sử dụng để đạt được những cái mục tiêu có lợi cho mình các anh chị. Chúng ta sẽ học cái cách để làm sao mà đưa cái mục tiêu của mình từ ngoài vào trong cái tầng tiềm thức các anh chị ha. Đấy, chúng ta phải đưa cái mục tiêu vào đây này. Khi những cái mục tiêu ở đây này,
thì tiềm thức sẽ huy động những cái nguồn lực thông qua luật hấp dẫn, sẽ thu hút đến những cái sự kiện, những cái sự việc, những cái con người các anh chị, để giúp cho các anh chị hoàn thành được cái mục tiêu của mình ha. Có thể là những cái thông tin mới, có thể là những cái con người mới các anh chị ha, để giúp cho các anh chị đạt được những cái mục tiêu. Đó là mục tiêu gì? Mục tiêu 30 ngày, mục tiêu 6 tháng, mục tiêu 5 các anh chị. Các chị hiểu không ạ? Đấy, còn nếu mà mục tiêu của chúng ta chỉ ở trên này thôi. Nếu như mục tiêu chỉ ở trên này và ý thức của chúng ta là có một cái khả năng phân tích các anh chị. Nếu như cái mục tiêu mà ở trên tầng ý thức thì ý thức nó có một cái khả năng phân tích. Thường hay nói như thế nào? Không làm được đâu. Đa số là anh chị tới cái phần ý thức á, ý thức không chấp nhận á, đẩy cái hạt giống nó ra thì cái hạt giống nó không xuống được cái tầng tiềm thức. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao cho cái hạt giống được gieo xuống cái tầng tiềm thức để nó nảy mầm lên những cái hạt giống về sự thành công, về sự giàu có, về sự hạnh phúc, về sự khỏe mạnh các anh chị. Đấy. Làm sao để đi qua được cái ranh giới này để vào tiềm thức các anh chị ha. Khi mà mục tiêu á, khi mà mục tiêu đã đi vào trong cái tầng tiềm thức rồi á, thì chúng ta sẽ nhanh hoặc là rất nhanh để mà chúng ta có thể đạt được những cái mục tiêu của mình các anh chị nhé. Đấy, được không ạ? Cho nên chúng ta sẽ học cái cách để giúp cho chúng ta đưa cái mục tiêu của mình từ bên ngoài. Từ bên ngoài là sao? Từ cái lời nói của mình các anh chị, từ bên ngoài, từ cái lời nói của mình vào bên trong cái tầng tiềm thức. Đấy, đưa vào bên trong tầng tiềm thức. Đó. Còn nếu như nó chỉ nằm trên lời nói thì chưa có cái gì xảy ra hết các anh chị. Chúng ta phải đưa hết tất cả những cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn vào bên trong tầng tiềm thức các anh chị nhé. Các anh chị nhớ nhớ mà. Đấy, tiềm thức sẽ nhận được và tiềm thức sẽ hưởng ứng những cái mục tiêu đó, thu hút những cái nguồn lực đó đến để giúp cho các anh chị đạt được những cái mục tiêu. Đó, ok không ạ? Đấy, và cái cách thứ nhất, và anh chị nắm được cái chỗ này không ạ? Đấy, anh chị nắm được cái chỗ này chưa? Tâm thức của chúng ta như một cái tảng băng trôi các anh chị ha. Và tiềm thức nó chiếm 90% lận các anh chị. Và mình phải sử dụng cái sức mạnh mà nó đang ngủ đây này. Mình phải sử dụng cái sức mạnh ấy, nó đang ngủ quên, đang ngủ ở đây các anh chị nhé. Để làm sao? Để mà khơi vậy. Bao nhiêu năm chúng ta không có dùng. Trước giờ có bao nhiêu sử dụng bằng ý thức hết. Nhưng mà sao? Nhưng mà thấy mọi thứ nó cũng đang thoải mái dần lên các anh chị ha. Sử dụng ý thức rất là nhiều năm rồi, thấy mọi thứ nó cũng đang thoải mái các chị. Đang dư dả dần lên. Mọi thứ cũng đang như ý mình muốn. Là do sao? Là do chúng ta không có biết cái cách dùng tiềm thức và chúng ta chỉ đang sử dụng có 10% ý thức thôi các anh chị, thậm chí là chúng ta còn không dùng hết 10% các anh chị nhé. Đấy. Vậy thì ba cái cách để giúp cho chúng ta đưa cái mục tiêu vào tầng tiềm thức nhanh nhất. Cách thứ nhất anh chị nhớ ghi lại này. Đầu tiên đó chính là cái mà chúng ta giao tiếp các anh chị nha. Cái đầu tiên đó chính là cái cảm xúc các anh chị nha. Ba cái cách giao tiếp để đưa mục tiêu vào trong tầng tiềm thức, thì cái cách thứ nhất đó là cái cách mà chúng ta có cảm xúc các anh chị. Anh chị ghi lại nha. Và cảm xúc ở đây không phải là cái cảm xúc mà theo kiểu là vui vẻ bình thường, mà cảm xúc ở đây là nó theo cái kiểu sốc của các anh chị. Sốc ạ. Đấy. Cú sốc cảm xúc ạ. Nhưng mà mình cũng phải chọn các anh chị nhé, vì có hai dạng cú sốc cảm xúc và mình phải chọn các anh chị. Và cái dạng thứ nhất, là dạng tích cực, vui vẻ. Và dạng thứ hai á, đó là cái dạng không tích cực, không vui vẻ các anh chị nhé. Và cái này thì chúng ta phải lựa chọn, cái này thì chúng ta phải lựa chọn các anh chị. Chúng ta lựa chọn sốc á, mà cái lúc tích cực các anh chị nha. Nói đến thì anh chị hình dung như thế này nè. Khi mà từ nhỏ đến lớn đi, anh chị nói đến một cái sự việc gì đó thì các anh chị có một cái cú sốc mà vui á, mà tích cực á, thì sao các anh chị? Anh chị nhớ hoài. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái cú sốc mà không tích cực á, thì anh chị cũng nhớ tới giờ này đúng không ạ? Anh chị cũng nhớ tới rất là lâu luôn. Và nó trở thành những cái dấu hằn á, bên trong cái con tim của mình luôn các anh chị, sâu thẳm bên trong cái trái tim của mình luôn đúng không ạ? Chúng ta cứ nhớ lại đi, những cái gì mà nó sốc
chúng ta thường nhớ rất lâu. Đấy. Có bao nhiêu trong số tất cả các anh chị? À, có bao nhiêu? À, trong số tất cả các anh chị có những cái cú sốc tích cực hoặc là không tích cực. À, cho dù bao nhiêu năm tháng trôi qua thì anh chị vẫn đang còn nhớ, thì có thể là cùng comment phím số 1 được không ạ? À, chúng ta không thể nào quên được. À, có mỗi lần á là chúng ta nhớ về á, một là không vui, hai là vui quá trời luôn. Bởi vì sao? Bởi vì nó có hai hướng mà các anh chị. À, sốc nó có hai dạng mà, một là sốc vui tích cực, hai là sốc không tích cực các anh chị nhé. Đấy, có hai dạng cú sốc các anh chị nhé. À, có không ạ? Đấy, ai cũng có hết các anh chị nhé, ai cũng có hết. Và cái cú sốc tích cực hay không tích cực ấy, thì làm cho chúng ta nhớ hoài. À, có thể là 5 năm, 10 năm, và làm cho chúng ta không quên được các anh chị. À, có thể là có nhiều chuyện xảy đến, à, nhưng mà chúng ta vẫn nhớ tới cái chuyện đó các anh chị. À, có nhiều chuyện tới, à, có nhiều chuyện khác đến với mình, nhưng mà mình lại không ấn tượng các anh chị. Có thể là có những cái câu chuyện ngày hôm à, ngày cách đây vài ngày thôi, có những cái câu chuyện mà cách đây tuần trước thôi, à, nhưng mà chúng ta không nhớ gì luôn. Nhưng mà có những câu chuyện à, 5 năm, 10 năm về trước chúng ta nhớ cực kỳ lâu. À, bởi vì tại sao ạ? À, bởi vì nó là sốc tích cực các anh chị. Nó là sốc các anh chị ha. À, nên là anh chị nhớ nè, những cái cú sốc à, tích cực hay là không tích cực ấy, thì nó đã hằn sâu vào trong cái tầng tiềm thức của mình rồi các anh chị. Nên là tại sao á, à, anh chị thấy nè, à, có một số anh chị ngoài kia á, à, mình có những cái cú sốc mà nó không tích cực ở trong quá khứ, à, thì một số anh chị là đi tìm những cái khóa các anh chị để làm gì, à, những cái cách để quay về xóa những cái điểm chưa sáng trong quá khứ các anh chị. Ừ, nhưng mà Thanh An chia sẻ với các anh chị nghe nè, cái lý do tại sao người ta xóa hoài không được mà người ta càng xóa người ta lại càng gặp hoài những cái chuyện đó, à, với một cái cường độ nặng hơn. À, có bao nhiêu trong số tất cả các anh chị là từng nghe hoặc từng biết hoặc từng trải nghiệm cái điều này rồi đó. À, xóa cứ xóa cái điểm này điểm kia trong quá khứ nhưng mà mình lại thấy nó tiếp diễn ra trong tương lai, à, với một cái cường độ khác các anh chị, và làm cho các anh chị cứ nhớ về cái chuyện đó hoài. À, có không ạ? À, chắc chắn là có đó. Đấy. À, vì sao? Vì sao mà chúng ta xóa nó không được? À, vì chúng ta đã phạm vào một cái quy luật các anh chị nha. Đã phạm vào một cái quy luật. Đó là chính là gì? Đó là quy luật tập trung. Cái gì tập trung á, thì cái đó mở rộng. Và anh chị biết này, cái gì mà chúng ta tập trung thì cái đó mở rộng các anh chị nha. Đó. À, chúng ta tìm đường để mà mình xóa thì càng ngày á, nó càng mở rộng và càng ngày nó càng không có tích cực hơn các anh chị. Đấy. Cho nên là có rất là nhiều người á, à, họ cứ trong cái vòng luẩn quẩn đó họ không thoát ra được các anh chị. À, họ cứ cảm thấy là bế tắc, càng ngày và càng bế tắc hơn và không thoát ra được. À, giống như là Thanh An có nghe một cái câu chuyện của một chị trong nhóm học tập như thế này nè, cũng lâu rồi các anh chị. À, thì chị này chị đi, à, chị học cái gì mà quay về quá khứ gì mà chồng chị ấy, thì chồng chị không cho học, à, xóa cái điểm đó, à, nhưng mà chị càng ngày chị càng thấy là, à, quay về để xóa cái điểm đó các anh chị, à, cứ thấy là mình cứ trách móc mình miết, à, cứ thấy mình trách móc mình miết rồi, à, trách đến mức mà, à, chị còn suy nghĩ là mình còn không xứng đáng với chồng các anh chị, à, rồi chị còn nói là, ừ, em cảm thấy không có xứng đáng, à, rồi càng ngày càng đẩy chồng chị ra xa, à, xong rồi tôi thủy thủ tôi an toàn các anh chị nha, ừ, xong rồi có những cái chuyện mà không được happy xảy ra, rồi cái người thứ ba xuất hiện, rồi đấy, à, mà chị là cái người mở đường các anh chị nha, chị là người mở đường các anh chị, à, thế bây giờ chị cảm thấy thế nào? Ừ. À, thế chị nói là chị không vui, à, thế tiếp tục lại đi xóa tiếp, ừ, xóa nữa. Rồi bắt đầu quay lại quá khứ, cũng biết làm gì luôn các anh chị, chữa lành gì đấy. À, ở đây thì Thanh An không 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 phải là đánh giá ý kiến gì nha, à, mà Thanh An đang chia sẻ cái câu chuyện, à, về cái việc mà cái quy luật của vũ trụ các anh chị. Cái gì mà chúng ta càng tập trung á thì thì cái đó nó càng mở rộng các anh chị. Cái gì mà chúng ta càng tập trung cái đó nó càng mở rộng. Đó là quy luật tập trung rồi các anh chị. À, mình cứ quay về quá khứ, xong rồi mình cứ nhìn vào những cái điểm đó, xong rồi mình cứ chỉ trích mình các anh chị, à, mình cứ chỉ trích mình cứ chỉ trích bản thân, à, mà anh chị cứ hình dung đi, à, cái cơ thể này của chúng ta này,
À, chúng ta không khen, chúng ta không công nhận, chúng ta không yêu thương nó đã đành rồi mà chúng ta lại còn đi chì chiết nó mỗi ngày thì làm sao nó chịu nổi các anh chị? À, đúng không ạ? Đến đến anh chị, còn anh chị cũng không chịu được nổi cái cơ thể này, cái con người này thì làm sao mà người xung quanh, chồng của các anh chị, hoặc vợ các anh chị, những người xung quanh anh chị chấp nhận ở xung quanh các anh chị được? À, đúng không ạ? Đến anh chị còn không thương bản thân mình thì làm sao mà đòi hỏi người khác thương mình được các anh chị ấy. Giống như có một cái câu nói như thế này này, muốn người khác đối xử với mình như thế nào thì mình sao thì mình phải đối xử với họ như vậy, muốn người khác đối xử với chính mình như thế nào thì mình á là cái người đầu tiên á, phải yêu thương bản thân mình trước các anh chị. À, được không ạ? Mình phải có cái sự tôn trọng đối với bản thân mình và mình phải có cái lòng tự tôn các anh chị nha. Và mình cũng có những cái điểm mạnh của mình mà các anh chị. Đấy. Nên một trong những cái điều mà không nên làm đó chính là cái việc mà chúng ta không nên trách móc mình, chỉ trích mình, rồi cứ giằng xé mình với một cái lý do nào đó. À, cái trải nghiệm đó nó đã qua rồi các anh chị. À, chúng ta đâu có thể nào thay đổi được quá khứ các anh chị. À, chúng ta đừng có đem nó đến cái thời điểm hiện tại và đừng có gắn mình với cái sự việc mà nó đã diễn ra trong quá khứ nữa các anh chị. À, anh chị hiểu không ạ? À, chúng ta hay nói là gì? À, chuyện nào ra chuyện đó. À, nhưng mà tại sao có cái chuyện này thì lại không để chuyện nào ra chuyện đó các anh chị? À, cái chuyện này thì chúng ta lại để cái chuyện đó nó trộn chung với nhau. Đúng không ạ? Nên thay vì mình đi tìm cái con đường để mình xóa những cái điểm chưa sáng trong quá khứ thì có một cái cách tốt hơn để anh chị thuận theo những cái quy luật vũ trụ á, mà anh chị biết nè, khi mà anh chị thuận theo những cái quy luật của vũ trụ á, anh chị sẽ sống một cái cuộc sống cực kỳ thuận lợi, dễ dàng, bình an, hạnh phúc của anh chị đó, mọi thứ hanh thông và quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi, phát triển một cách thăng hạng, lên như diều gặp gió đó, đó. Còn khi mà chúng ta không có thuận theo những cái quy luật vũ trụ nó đơn giản như thế này nè các anh chị. À, ví dụ như là anh chị hiểu nè, anh chị đi ra ngoài đường, anh chị tham gia giao thông, cũng có luật giao thông đúng không? À, luật lệ giao thông, đi làm cũng có quy định. À, anh chị đến nhà một người bạn chơi cũng có quy định mà, thì vũ trụ này cũng có những cái quy luật các anh chị. À, hành tinh này, vũ trụ này cũng có những cái quy luật. À, nếu như mà không có quy luật thì sao các anh chị? À, không có trật tự thì sao? Thì chắc là thế giới cũng đang được an toàn dần lên các anh chị ha. Đấy, anh chị hiểu câu chuyện không ạ? Nên là khi mà chúng ta thuận theo những cái quy luật của vũ trụ, chúng ta xuôi theo những cái dòng nước thì chúng ta rất là dễ dàng để đến với những cái mục tiêu của mình luôn các anh chị. À, và có một cái cách để chúng ta dễ dàng hơn để thay vì đi tìm những cái điểm chưa sáng trong quá khứ để mình xóa thì làm sao? Thì mình tập trung vào những cái điều mà mình muốn đi các anh chị. Mình hãy tập trung vào những cái điều mình muốn các anh chị nhé. Đó, quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới. À, cái thời điểm hiện tại mới là cái thời điểm quan trọng nhất và kiến tạo nên tương lai. Và anh chị biết này, cái kết quả hiện tại của các anh chị á, là những cái mà anh chị đã gieo trong quá khứ các anh chị nhé. À, là những cái mà chúng ta đã gieo trong quá khứ các anh chị. À, nên nếu mà anh chị muốn có ngày tương lai có kết quả gì thì anh chị phải gieo cái hạt giống đó ngay từ ngày hôm nay các anh chị. Rồi Thanh An mời các anh chị uống nước ha. Anh chị muốn ăn quả sầu riêng á thì anh chị không thể nào mà gieo quả xoài được các anh chị, là gieo hạt xoài được. Đấy, à, nên là ngày hôm nay chúng ta hãy tập trung gieo cái việc mà những cái điều mà chúng ta mong muốn, thay vì chúng ta cứ tập trung vào cái việc mà chúng ta đi xóa những cái điểm mà không ok trong quá khứ thì nó không giúp cho các anh chị đạt được cái mục tiêu của mình đâu, thậm chí còn đang gọi là gì, rời xa cái mục tiêu của mình và đẩy những cái người yêu thương của mình ra xa nữa đó các anh chị. Thay vào đó chúng ta hãy tập trung vào cái mục tiêu và cái ước mơ của mình các anh chị. Quy luật tập trung, cái gì tập trung thì cái đó mở rộng các anh chị nha. Đấy, khi mà anh chị thuận theo những cái quy luật của vũ trụ tự nhiên mọi thứ nó phát triển các anh chị. À, và những cái gì mà anh chị không tập trung thì tự nhiên nó sẽ lụi tàn các anh chị. À, đó là quy luật. À, cái gì
cái gì anh chị tập trung á, thì nó sẽ là phát triển và mở rộng. Còn những cái gì mà không anh chị không tập trung á, thì nó sẽ lụi tàn. Các anh chị trong vũ trụ này chỉ có hai trạng thái thôi đấy. Cho nên á, Thanh Hằng nói với các anh chị á, để mà anh chị trở thành một bậc thầy sức mạnh tiềm thức thì có rất là nhiều những cái yếu tố, để mà yếu tố vô hình để mà giúp cho các anh chị trở thành một bậc thầy, một cái người á, ý thức và tiềm thức hợp nhất là một á, và bất kỳ một cái điều gì mà họ đưa ra thì đều được vũ trụ hậu thuẫn hết á. Thì sao ạ? À, thì cần rất là nhiều những cái yếu tố vô hình, trong đó có một cái điều đó là gì, à, chúng ta phải thấu hiểu và nằm lòng những cái quy luật vũ trụ các anh chị, sáu cái quy luật vũ trụ các anh chị nha. Và anh chị hãy hiểu nè, anh chị bây giờ nè, anh chị hãy nhìn lại cái cuộc sống của mình đi các anh chị. Cái cuộc sống hiện tại của mình ấy, cái kết quả hiện tại của mình, cái số tiền trong tài khoản ngân hàng, cái kết quả kinh doanh, cái gia đình của mình, sức khỏe của mình, à, tất cả mọi thứ nó đều là kết quả các anh chị. Nếu như có một cái khía cạnh nào đó mà nó đang ổn các anh chị, không có khỏe, thì có nghĩa là anh chị đang phạm vào một hay là nhiều các cái quy luật vũ trụ đó. Đấy. Chúng ta có thể là phạm một, hoặc là chúng ta có thể là phạm tất cả các cái quy luật vũ trụ luôn các anh chị nha. Đó. Anh chị nghiệm lại đi ạ. À, ngày trước thì Thanh An cũng khi mà biết đến những cái quy luật vũ trụ của các anh chị, à, Thanh An cũng bắt đầu ngồi nghiệm lại và sửa mình các anh chị. Mình ngồi mình bắt đầu mình sửa mình. Đấy. À, mọi thứ thì sau đó mới bắt đầu là nó thăng hạng lên các anh chị. À, chứ còn trước đây mình không biết về các cái quy luật vũ trụ. Đó. Vậy nên á, mình cần phải chỉnh và mình cần phải hiểu về các cái quy luật vũ trụ các anh chị nha. Và trong chuỗi 21 ngày á, thì Thanh An cũng sẽ đồng hành chia sẻ với các anh chị, à, về những cái quy luật vũ trụ ở những ngày tiếp theo các anh chị nha. À, nên là các anh chị đừng có vắng mặt nha. Đấy, 6 quy luật của vũ trụ. Đó. Và khi mà anh chị nằm lòng 6 cái quy luật về vũ trụ này, Thanh An đảm bảo với các anh chị cuộc sống của chúng ta vô cùng nhẹ nhàng, thuận lợi, dễ dàng, à, và có rất nhiều tiền các anh chị. À, anh chị sẽ không tốn quá nhiều thời gian cho những việc, à, không ra kết quả đâu các anh chị. Đấy. Giống như là bây giờ trong khu vườn của các anh chị trồng một cái cây hoa, anh chị trồng một cái cây hoa ha. À, mà nếu như mỗi ngày anh chị muốn cái cây hoa này phát triển thì sao ạ? À, thì chúng ta cần phải tưới nước, chăm bón, à, bón phân cho nó các anh chị. À, chăm sóc nó, cho nó những cái chất dinh dưỡng cần thiết nhất. Nhưng mà bây giờ anh chị không muốn cái cây hoa đó nữa thì sao? À, thì mình không chăm sóc nó nữa các anh chị. À, muốn trồng một cây hoa khác thì sao? À, thì mình phải chăm sóc cái cây hoa kia thôi các anh chị. Đấy. Mà mình mong muốn cái cây hoa này nè, à, nó được nhân giống lên. Không chỉ là một cây, mình không chỉ là trồng một cây hoa, mình không chỉ muốn phát triển một cây đâu, mà mình còn muốn nó nhiều trở thành nhiều cây nữa. À, thì sao các anh chị? Thì bây giờ mình phải làm gì? Nếu như mà anh chị không có tập trung vào cái việc mà mình trồng cái cây hoa mới, mà anh chị cứ đi qua cái cây hoa cũ, anh chị bón phân, anh chị chăm sóc, à, thì sao? Mình chỉ muốn cái cây hoa mới thôi mà mình không hề chăm sóc nó thì nó có nở hoa được không các anh chị? À, mình cứ tối ngày đi qua trồng cái cây mà mình không muốn nó nữa thì sao? Mình không thích nó nữa thì giống như cái việc á, mà anh chị muốn giàu á, mà anh chị không gieo cái hạt giống giàu, mà anh chị có khi á, anh chị gieo xong á, thậm chí anh chị còn không chăm sóc luôn đó, cứ để đó cho nó tự sinh, nó tự phát triển, thậm chí còn á, phó thác, à, đẩy hết cho vũ trụ luôn. À, thông qua cái việc gì? Hàng năm á, anh chị chỉ gieo, à, vào đúng một hai lần duy nhất, à, vào cái dịp nào anh chị biết không ạ? À, những cái ngày đầu năm mới, à, bắt đầu á, là cúng kiến này, lại Phật này, à, thắp nhang này, à, chúng ta tâm huyết, à, gieo đêm giao thừa đến mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6 Tết đã, à, gieo liên tục vào những cái ngày Tết. Còn mùng là còn gieo, à, hết mùng là hết gieo. À, nghe quen không các anh chị? Có mình trong đó ạ. À, tự nhiên qua đến mùng,
qua hết những cái ngày mà tập trung vào sự thành công giàu có thì đi làm thì sao? Là bắt đầu vô công việc là bắt đầu than. 365 ngày gieo được có 10 ngày, 10 hôm. Đó. Còn 355 ngày còn lại là gì? Kể này, than này, rồi không đọc sách, không phát triển bản thân, không có bất kỳ một cái hành động nào luôn các anh chị. Nhưng mà tối ngày thì cứ muốn giàu, rồi cứ phó thác cho vũ trụ. Đó. Vũ trụ ơi, đấng sáng tạo ơi, đấng tối cao ơi, cho con giàu. Đấy. Nhiều khi mà vũ trụ mà biết nói, vũ trụ lắc đầu với các anh chị luôn, chịu thua các anh chị. Kiểu như là sao thôi chịu, bạn là chủ nhân của tôi hơi lâu rồi đó. Không có một cái hành động, không có một cái gì mà cụ thể luôn. Đây chỉ có muốn cái cây giàu, nhưng mà muốn cây giàu lại gieo đó một chút thôi, rồi cuối cùng lại đi chăm sóc cái cây mà mình không muốn các chị. Để cho cái cây giàu bên đây á, ốm tao ốm teo, còn để cho cái cây mà không giàu á, bên đây thì sao? Thì chăm sóc quá trời quá đất luôn. Tối ngày cứ đi tầm ra hoài, tưới nước, bón phân, mang dinh dưỡng, che nắng, che mưa. Còn cái cây giàu muốn hướng tới thì không có tập trung vô các anh chị. Đa phần chúng ta đều như thế cả. Đấy, thì làm sao mà nó lớn được? Cây nào anh chị tập trung thì nó phát triển, còn cây nào mà anh chị không tập trung thì nó lụi tàn các anh chị. Đó là quy luật rồi. Mà thậm chí cái cây mà chưa giàu, anh chị không chỉ chăm sóc chăm bón, chăm sóc chăm bón một mình đâu, anh chị còn thậm chí rủ hàng xóm qua chăm sóc cùng nữa. Đó sao suốt ngày đi tụ họp, rồi kể lể, tôi là người khổ nhất, tôi là người nghèo nhất này đấy. Mình còn rủ hàng xóm, rủ bạn bè sang ngồi than cùng, thế là mình đang chăm sóc cho cái cây mà mình không muốn đó các anh chị. Đó. Nên cây nào anh chị tập trung, anh chị chăm sóc, anh chị tưới nước cho nó thì anh chị sẽ làm gì? Thì cái cây đó nó càng ngày nó càng phát triển, và anh chị sẽ đạt được cái cây đó, anh chị sẽ đạt được cái kết quả đó các anh chị ha. Đó. Mình tốt nghiệp bài học không? Mình biết cái lý do tại sao mình làm việc rất là vất vả, rất là chăm chỉ, nhưng mà tại sao mình chưa có được những cái thành tựu lớn không ạ? Chưa có đạt được những cái thành tựu như anh chị mong muốn chưa? Mình hiểu cái chỗ nào? Bởi vì sao? Bởi vì cái gì tập trung, cái đó mở rộng. Từ cái việc á, mà Thana kể cho các anh chị đó là gì? Có những con người đó, họ cứ tập trung vào cái việc mà xóa những cái điểm chưa ok trong quá khứ đó, các anh chị. Xóa những cái điểm chưa ok trong quá khứ. Họ cứ tập trung vào cái, thay vì họ tập trung vào xóa, họ hãy tập trung vào cái kết quả của họ đi. Giống như là một năm 365 ngày, chúng ta cứ nói về cái điều gì chị? Các anh chị, anh chị muốn nói về cái, anh chị 365 ngày anh chị nói là anh chị muốn thành công giàu có, nhưng anh chị chỉ tập trung cái hạt giống đó có 10 ngày, hay những cái dịp mà anh chị có cái dịp mà đi gặp những cái đấng sáng tạo á, đấng tối cao, như ở đi đến những cái ngày mà đầu năm, những cái ngày lễ, những cái ngày mà ngày mà đầu tháng, giữa tháng, chúng ta chỉ tập trung vào cái điều chúng ta mong muốn vào những ngày đó thôi các anh chị. Còn những ngày còn lại thì các anh chị đang tập trung vào điều gì ạ? 350, 355 ngày còn lại thì sao? Thói quen cũ bắt đầu trỗi dậy. Đầu tắt mặt tối. Từ sáng đến tối, từ ngày này sang ngày nọ, từ tháng này qua tháng nọ. Đấy. Hết năm. Cái sực nhớ ra là hồi đầu năm, năm ngoái mình có một cái mục tiêu mình cầu nguyện. Nhưng mà sao bây giờ đến cuối năm rồi mình chưa đạt được. Thôi dù gì năm sau mình làm lại. Nhưng mà Thanh An thấy có rất là nhiều anh chị còn du di hàng chục năm rồi đó các anh chị. Xé nháp năm đầu tiên, và cái xé nháp có khi lặp đi lặp lại cả chục lần rồi. Đấy. Thứ N rồi. Đấy. Nên là anh chị hiểu cái điều nào không? Nên anh chị phải tốt nghiệp cái bài học, cái cây nào mà chúng ta chăm sóc, cái cây nào mà chúng ta tập trung yêu thương, tưới nước cho nó thì sao? Thì nó sẽ phát triển các anh chị. Còn bây giờ anh chị nhìn lại cái khu vườn của anh chị, cái cây gì nhiều nhất các anh chị? Anh chị đang có cái cây gì nhiều nhất? Quả ngọt hay quả đắng á? Anh chị xem thử là cái khu vườn nhà anh chị đang có quả gì các anh chị ơi? Đấy.
quả ngọt nhiều hay quả đắng nhiều? Quả ngọt thì chắc có khi nó mới đang nhú lên cái mầm thôi các anh chị. À, còn quả đắng thì nó lên cả rừng cây. Đấy, nên anh chị nhớ nha, hãy tập trung chăm sóc những cái hạt giống. Những cái hạt giống mà anh chị mong muốn, những cái mục tiêu, những cái ước mơ về những cái điều mà anh chị mong muốn được không ạ? Trên cái hành trình mà mình phát triển, khi cái tư duy của mình tăng, mình trở thành một cái con người có nhiều giá trị, mình có nhiều cái sự hiểu biết hơn các anh chị, thì sao? Thì anh chị không cần phải xóa những cái điểm không sáng đâu. Thanh An chia sẻ với các anh chị nghe nè, những cái người mà họ thành công các anh chị, họ tập trung vào cơ hội, còn những người không thành công họ tập trung vào vấn đề. Và cái điều đó nó đến từ đâu các anh chị biết không ạ? Lý do vì sao mà chúng ta không thoát khỏi một cái tình huống, một cái sự kiện không được vui ấy, nó cứ làm cho chúng ta cứ trong một cái trạng thái vòng luẩn quẩn, là bởi vì chúng ta bé hơn vấn đề. Và Thanh An nói ở đây là không 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 phải nói về kích cỡ các anh chị nha. Nhiều anh chị nói anh đâu có bé đâu, chị đâu có bé đâu, anh chị 50 60 cân, cao cả 1m7 1m8, đâu có bé đâu. Thế thì bé ở đây là cái về cái góc độ của các anh chị. Ví dụ như là giống như là cái ly nước là các anh chị. Ví dụ như là chúng ta cái ly nước là cái vấn đề của chúng ta. Mà chúng ta nhỏ hơn cái ly nước thì sao các anh chị? Thì các anh chị giống như là một cái người tí hon ấy. Suốt ngày nhìn vô cái đáy ly ấy, mà nhìn vô đáy ly không thấy gì hết trơn á. Mà trong khi á, nếu mà chúng ta là một cái người mà khổng lồ á, đứng từ trên cao á, nhìn xuống cái ly á, thì chúng ta thấy sao các anh chị? Mình thấy nguyên cái ly có rất là nhiều thứ mà anh chị đâu có thấy đâu. Suốt ngày chúng ta chỉ cắm mặt vô cái gì? Vấn đề. Rồi mình thấy cái vấn đề nó to như cái quả núi các anh chị. Nhưng mà anh chị biết không? Nếu mà chúng ta đầu tư và phát triển cái bản thân mình lên đó các anh chị, mình có nhiều cái giá trị hơn, mình có nhiều cái tư duy hơn, mình có nhiều cái sự hiểu biết hơn các anh chị, mình sẽ nhìn lại mình ngày xưa, mình sẽ thấy mình rất là mình rất là mắc cười. Vì sao? Vì đôi khi có những cái việc nó rất là chưa, nó cũng là những cái việc đấy thôi, nhưng mà sao mình thấy mình bản thân mình ngày xưa lăn lên lăn xuống, khóc lên khóc xuống, bò lăn bò trường đấy. Sao ngày xưa mình yếu đuối vậy ta ấy, còn bây giờ mà anh chị đang có nhiều những cái lời mà gọi là gì, than vãn và kể lể đó các anh chị, thì sao? Thì nó đến từ cái việc á mà anh chị đang bé hơn vấn đề, mà vấn đề nó đang to như quả núi ấy. Vậy thì cái kích cỡ của vấn đề á, nó không có quan trọng anh chị nha, mà quan trọng á, là cái sự phát triển của các anh chị. Nên á, đừng nên anh chị nên anh chị đừng nói là gì, ôi em ơi vấn đề của chị lớn lắm em ơi, chắc là không ai trải qua vấn đề lớn như chị đâu. Anh chị phải hiểu nè, mỗi người một vấn đề và ai cũng có thử thách hết các anh chị, ai cũng có thử thách hết. Không thể nào mà mình nói ai khổ hơn ai được các anh chị, không thể nào mình nói là mình khổ hơn người khác được. Mà ai cũng phải trải qua hết. Giống như trong cái quyển sách Phép Màu của các anh chị, hãy nghĩ về cái hạnh phúc mà chúng ta nhận được trong cuộc sống, chứ đừng nghĩ về một vài cái điều bất hạnh trong cuộc sống mà ai ai cũng phải trải qua các anh chị. Đấy, nó phát triển mình lên thôi. Chứ bây giờ mình bắt đầu mình ngồi mình kể, mình ngồi mình kể mình lễ rồi mình than rồi mình khóc, mình cứ nói cái vấn đề của chị to lắm, cái vấn đề của chị lớn lắm, chị không vượt qua được, là do anh chị nói thôi. Chứ thực ra Thanh An thấy những cái vấn đề đó đôi lúc nó không có lớn đâu các anh chị. Em thấy là vấn đề này dễ lắm chị. Em chỉ cho đấy, em chỉ cho chị cái cách. Chị phát triển bản thân mình lên đi, rồi mình thấy cái vấn đề nó nhỏ xíu à. Đó. Anh chị hiểu này, anh chị phải hình dung một cái điều như thế này. Trong tâm trí của các anh chị á, nó đang có những cái suy nghĩ gì, tư duy gì á, thì anh chị á, đang chỉ có từng đó cái sự lựa chọn thôi. Nó không hơn được các anh chị.
À, anh chị hiểu câu chuyện mà nó không hơn được. Giống như bây giờ trong tâm trí của các anh chị chỉ có 10 cái suy nghĩ thôi, thì khi mà anh chị gặp một cái vấn đề, anh chị chỉ có 10 cái cách để giải quyết thôi. Còn khi mà chúng ta phát triển lên, có nhiều thông tin, nhiều dữ liệu, nhiều tư duy thì sao các anh chị? Nhiều kiến thức hơn thì sao? Thì chúng ta có 100 sự lựa chọn, chọn bên trong tâm trí. Thì khi cái vấn đề nó đến đó các anh chị, chúng ta có 100 cái cách thức để chúng ta xử lý cái vấn đề đó. Nó có nhàn hơn là 10 cái không các anh chị? Đấy. À, nhưng mà chúng ta phải nạp vào, à, chứ không phải là từ trên trời rơi xuống. À, chúng ta phải học, chúng ta phải đọc, à, chúng ta phải phát triển bản thân mình lên các anh chị. Chúng ta phải học hỏi từ những con người thành công đi trước ấy. Đó là cái cách học nhanh nhất. À, được không ạ? Nên cái kích cỡ vấn đề á, nó không có phải là vấn đề đâu các anh chị, mà cái kích cỡ của bản thân á, nó mới là cái yếu tố quyết định các anh chị nhé. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta càng ngày càng phát triển mình lên á, thì chúng ta sẽ thấy là cái hành trình mình đi qua có thể là đôi lúc á, nó mắc cười lắm các anh chị. Mình nhìn lại bản thân mình á, mình nhìn lại bản thân mình thấy ôi sao có những cái tình huống mà mình thấy là mình làm nó rất là dữ dội, trong khi nó cũng chả có gì cả các anh chị ha. À, chuyện có chút ấy à, làm lên đền dữ ấy. Đấy. Đấy, không vui cả tuần lễ, thậm chí cả tháng luôn. Đấy. Ảnh hưởng đến kết quả của những tháng sau, của những năm sau. Đấy. Mình thấy ngày xưa mình thông minh quá luôn các anh chị. Đấy, nên cái chìa khóa ở đây để chúng ta không phải quay về quá khứ xóa điểm này điểm kia, đó là gì? Đó là chúng ta phải phát triển mình lên các anh chị. Hiện tại chúng ta đang cảm thấy cái điều đó, à, chúng ta đang bế tắc mà chúng ta cảm thấy không thể thoát ra được thì là do chúng ta. À, anh chị thấy nè, giống như là anh chị cứ đang ở trong nhà hoài là anh chị chỉ thấy được những cái món đồ xung quanh nhà mình thôi, mình không thấy được cái gì nó nổi trội hết trơn hết đó các anh chị. Nhưng mà khi mà anh chị bước ra khỏi cái nhà anh chị ở, cái tỉnh anh chị ở, cái chỗ nơi anh chị ở, ra những cái nơi lớn hơn, thì anh chị sẽ thấy rất là nhiều nơi xinh đẹp, rất là nhiều nơi để chúng ta khám phá. Hãy cho phép bản thân mình có những cái cơ hội mới để các anh chị có cơ hội được thành công và giàu có. À, hãy thoát ra khỏi những cái tiểu tiết vụn vặt để các anh chị. À, tại sao lại là tiểu tiết vụn vặt? Bởi vì những cái điều gì mà nó kéo chúng ta xuống thì nó là tiểu tiết vụn vặt rồi các anh chị. Nó đưa anh chị lên á, thì là những cái giúp cho các anh chị thành công. Còn á, cái gì mà kéo các anh chị xuống thì nó là tiểu tiết vụn vặt rồi các anh chị. Đó, anh chị nhớ nha. Mà cái hành trình của chúng ta phải đi qua. Cái hành trình của chúng ta đi qua những cái thử thách, những cái vấn đề mà chúng ta gặp phải thì những cái người thành công họ gặp chưa? À, chắc chắn là họ gặp rồi. À, và nó cũng chỉ là những cái hạt bụi trên cái hành trình của họ thôi. Đấy. Để họ đạt đến một cái cuộc sống có nhiều giá trị. Thì những cái người á mà họ có sự hiểu biết cao á, thì cái vấn đề á, nó rất là nhỏ các anh chị. À, còn đối với nếu như mà chúng ta thấy cái vấn đề mà nó như một cái quả núi á, thì sao? À, toàn than với kệ thôi á, thì toàn than với kệ không chịu phát triển lên á, thì thấy vấn đề nó như quả núi á các anh chị. Đấy. À, cái góc độ nó ở cái sự phát triển của chúng ta các anh chị ha, cái kích cỡ của bản thân chúng ta chứ không phải là kích cỡ của vấn đề đâu các anh chị. Đó, đoạn này chúng ta có hiểu không ạ? À, được không các anh chị? Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị hiểu điều Thanh An vừa nói thì có thể là cùng comment tôi được không ạ? À, cho nên là phát triển bản thân mình lên các anh chị nha. À, phát triển bản thân mình lên các anh chị. Đấy. Cái vấn đề nó không nằm ở, à, nó nằm ở cái kích cỡ của bản thân chúng ta phải lớn hơn vấn đề các anh chị nha. À, có rất là nhiều những cái chiến lược, có rất là nhiều những cái cách thức để giúp cho chúng ta phản ứng lại, để giúp cho chúng ta xử lý một cái vấn đề, một cái phương thức đó là gì? À, là cái việc mà chúng ta cần cái chìa khóa, đó là cái việc mà chúng ta cần phải có trí tuệ các anh chị nha. À, đó là cái lý do mà chúng ta thấy tại sao người dân Do Thái là một cái dân tộc mà có số dân ít nhất thế giới các anh chị.
À, không phẩy hai, không phẩy mấy phần trăm thôi, 0,2% thôi, so với 8 tỷ người thì bao nhiêu các anh chị? À, nhưng mà đó là một dân tộc thông minh nhất thế giới các anh chị, và một trong những cái dân tộc mà có số lượng công dân á, người dân á, đóng góp cho giải Nobel và danh sách tỷ phú đô la của thế giới thì người Do Thái là nhiều nhất các anh chị. Đấy. Đó. À, anh chị thấy không? Người Do Thái họ thậm chí họ còn không có cả lãnh thổ, họ không có cả quốc gia nữa các anh chị. Họ là những cái người dân đi lưu bạc trên khắp thế giới. Đấy. Nhưng mà họ đóng góp rất nhiều cho thế giới các anh chị. À, họ đều là những cái người mà tỷ phú đô la trong danh sách tỷ phú đa triệu phú các anh chị. Ừ. Họ có cái số lượng nhà khoa học, những cái người vị nhân à, đóng góp nhiều nhất cho nền văn minh của nhân loại các anh chị ha, à, giống như Albert Einstein này, à, hoặc là danh sách tỷ phú đô la thế giới thì người Do Thái là đông nhất các anh chị ha. Và anh chị biết sao ạ? Người Do Thái lúc trước khi mà họ bị đuổi cùng giết tận các anh chị thì họ sao? Cái thời điểm đó họ bỏ cái của cải, họ đi, họ rời xa quê hương và họ chỉ mang theo cái bộ óc của họ đi thôi các anh chị. Đấy. Nhưng mà họ không có ngừng học tập và phát triển để liên tục tạo ra của cải, để đến khi á, mà họ đến bất kỳ một cái nơi nào họ vẫn có thể sinh sống được các anh chị. Ừ. Chứ bây giờ bị đuổi từ nơi này sang nơi khác di cư đi á, thì làm sao mà họ có thể bê nhà đi được các anh chị. Họ bỏ tất cả để mà họ đi. Đấy. Nhưng mà cái thứ mà họ mang theo đó là gì? Họ dạy cho con họ đó là gì? Khi mà nhà cháy, cái điều đầu tiên con cần phải mang theo, à, cái điều đầu tiên, cái thứ mà con cần phải cứu được đó chính là bản thân con. À, còn của cải vật chất lấy được lấy mà không lấy được thì thôi. À, bởi vì còn con á, là còn tất cả, và trí tuệ á, nó nằm trong đầu của con. Và người Do Thái họ dạy con họ từ bé là như thế này nè. Khi mà cái đứa trẻ nó mới sinh ra từ bé, họ họ quét mật ong lên cái cuốn sách các anh chị. Ừ, đọc sách, biết đọc chữ, là họ đưa những cái cuốn sách cho, à, cứ một trang sách ấy, là họ chấm một cái, à, miếng mật ong vào để cho con họ nếm cái miếng mật ong trên từng trang sách các anh chị. À, để làm gì các anh chị biết không ạ? Ám thị cho con á. À, khi mà đọc sách, mới đọc sách ấy, đó là gì? Đó là sách ngọt như mật ong, chứ không phải là đọc sách là chán đâu các anh chị nha. Đó, họ ám thị cho con họ như vậy á. Từ đó về sau á, tất cả những cái trẻ em người Do Thái á, từ lớn, từ nhỏ cho đến lớn, cho đến khi trưởng thành á, thì đều đọc sách các anh chị. Ừ. Khi mà anh chị đi những cái quốc gia mà có nhiều người Do Thái sinh sống á, đi tàu điện ngầm hoặc là trên những cái khu mà cà phê á, công cộng, công viên á, anh chị mà thấy cái người nào mà đọc sách á, thì hầu như đều là người Do Thái các anh chị. À, còn những người còn lại thì sao? Bấm điện thoại không à các anh chị? Đấy, đúng không ạ? À, đấy là cái trí tuệ các anh chị nha. Đấy là trí tuệ. Ừ. Và cái cách mà giao tiếp thứ nhất, giao tiếp thứ nhất trong các cách giao tiếp với tiềm thức thì chúng ta phải lựa chọn những loại sốc tích cực các anh chị nha. Lựa chọn những loại sốc tích cực. Và đừng có chọn những cái loại sốc không tích cực các anh chị nha. Chúng ta hãy tận dụng những cái thời điểm chúng ta đang rất là vui, đang ăn mừng chiến thắng. À, giống như cái đợt mà World Cup năm 2022 trong tháng 11 vừa rồi á. Có một cái trận đấu mà câu lạc bộ của chúng ta tham gia tại Doha, Qatar, à, năm 2022. À, đó là trận giữa, à, đội tuyển Bồ Đào Nha và những ngôi sao Ghana các anh chị. À, thì thời điểm đó thì Thanh An cũng cùng các anh chị em trong câu lạc bộ của chúng ta nè, 105 anh chị thương nhân kinh tế trong liên minh gia tộc của chúng ta thì đến với sân, đến tận cái sân ở Doha Qatar thì tham dự cái kỳ World Cup đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì Thanh An và các anh chị ở nhà thì mình cũng ra những cái quán cà phê để mình theo dõi cái trận đấu đấy các anh chị. Thì mỗi lần á mà cái đội tuyển mà Thanh An cũng như các anh chị yêu quý á, đội tuyển của anh Cristiano Ronaldo á, các anh chị, à, ghi vào một bàn thắng á, thì, à, tất cả cái nơi đó, cái quán cà phê đó đều reo hò lên. Thế thì á, mình phải tận dụng những cái khoảnh khắc đó, tận dụng cái thời điểm đó các anh chị. À, khi mà mọi người đang rất là vui, à, và mình, à, vào những cái khoảnh khắc mà ghi bàn á, các anh chị, à, mình hãy tận dụng cái thời điểm đó để mình gì, à, gieo vào cái mục tiêu của mình các anh chị. À.
Và khi mà mình đang ở trong một cái trường năng lượng lớn như vậy, khi mọi người hô lên ăn mừng thành công á, thì mình tận dụng cái thời điểm đó. Thay vì cái thời điểm đó mọi người đang hét lên Ronaldo Bồ Đào Nha chiến thắng thì mình sao, thì mình hãy tận dụng những cái thời điểm đó, mình hình dung tưởng tượng cái mục tiêu của mình và sao, và mình tận dụng các chị mình biết sao ạ, mình tận dụng những cái thời điểm đó để giúp cho mình này, tiềm thức của mình hưởng ứng những cái mục tiêu nhanh hơn, ngắn hơn, dễ dàng hơn đó các anh chị. Mình đang tận hưởng cái trường năng lượng thành công giàu có đó các anh chị. Và cũng tương tự như vậy, ví dụ như anh chị vào trong câu lạc bộ, vào trong nhóm học tập, chúng ta thấy những cái buổi mà ăn mừng thành công các anh chị ha, thành công của người khác, của một số anh chị khác á, là sao, mình hãy tận dụng những cái thời điểm đó để mình ăn mừng thành công của chính mình các anh chị đó. Ví dụ khi mà một số anh chị có thành công, mình cũng không chỉ là ngồi vỗ tay không đâu, không thôi, mà mình hãy ra quyết định cho tiềm thức của mình hưởng ứng những cái mục tiêu như thế. Có những anh chị hưởng ứng những cái con số tiền về rất là lớn luôn, mà tiền trăm luôn mà các anh chị. Một số anh chị không nghe, thậm chí là không cảm xúc các anh chị. Chúng ta phải tận dụng những cái thời điểm đó các anh chị nha. Tận dụng các anh chị. Và tiềm thức á, thì hưởng ứng thông qua cái hình ảnh và cảm xúc. Thấy tiền về trăm triệu, mình phải hưởng ứng chứ. Mặc dù cái số tiền đó là của một anh chị khác trong câu lạc bộ, đọc tên người khác, nhưng mà sao, nhưng mà mình hưởng ứng các anh chị. Tiền của tôi hôm nay về 100 triệu. Và mình dùng cái số tiền đó để làm gì thì mình phải ra quyết định các anh chị. Đó là cái cách mà mình hưởng ứng cái mục tiêu. Chứ đâu phải là và anh chị hiểu nè, tất cả những cái mà những cái hành động thì những cái mà cái mà được thiết kế cho chúng ta làm hàng ngày, những cái thói quen hàng ngày các anh chị, đều là những cái chương trình được thiết kế để giúp cho chúng ta đạt được những cái mục tiêu của mình rồi các anh chị. Đạt được cái mục tiêu của chúng ta một cách nhanh nhất, mục tiêu 30 ngày, mục tiêu 6 tháng, mục tiêu năm các anh chị, chứ không có cái gì là thừa các anh chị nhé. Đấy. Được không ạ? Anh chị hiểu cái chỗ này không ạ? Tất cả những cái thói quen, tất cả những cái mà chúng ta cần rèn luyện trong hàng ngày, đó là đều giúp cho chúng ta hưởng ứng cái mục tiêu. Vậy nên cái việc của chúng ta đó là gì? Đồng hành, bám sát và làm theo. Làm theo những cái mà chúng ta được hướng dẫn các anh chị nhé. Thì anh chị mới đạt được những cái kết quả và có những cái kết quả lớn được các anh chị. Khi mà anh chị có những cái cảm xúc rất là cao, khi mà cái cảm xúc nó cao trào lên các anh chị, các anh chị hãy tận dụng cái thời điểm đó để mình hưởng ứng cái mục tiêu của mình các anh chị nha. Đấy. Mình hình dung, mình tưởng tượng, mình liên tục nhớ tới cái mục tiêu của mình hưởng ứng những cái trường năng lượng vô cùng tuyệt vời như vậy, tiềm thức sẽ rất là hưởng ứng cho các anh chị và thu hút những cái nguồn lực đến các anh chị ha. Và anh chị nhớ nè, chúng ta phải có một cái hành động nữa, đó là gì, chúng ta phải quyết tâm đạt được cái mục tiêu cho đến cùng, quyết liệt các anh chị ha, ra quyết định, phải làm cho tới cùng, cho đến khi đạt được mục tiêu, chứ mình không có bàn lùi, hoặc là mình không có hạ thấp cái tiêu chuẩn mục tiêu của mình xuống các anh chị, mình không có hạ cái mục tiêu của mình xuống, thì khi đó thì tiềm thức sẽ hưởng ứng cho các anh chị rất là nhiều những cái nguồn lực để anh chị đạt được mục tiêu. Anh chị có thể là anh chị có thể là những cái ngày cuối, những cái ngày cuối đó, mình thấy là gần tới những cái ngày hết tháng rồi. Nhưng mà mục tiêu của mình mới đạt được có 50%, nhiều anh chị sẽ có xu hướng bàn lùi, nhiều anh chị sẽ có xu hướng là thôi mình hạ cái mục tiêu xuống. Nhưng mà anh chị hiểu này, nếu như chúng ta xác quyết tin tưởng 100% thì cho dù là cái ngày cuối cùng đi chăng nữa các anh chị, thì nguồn lực các anh chị cũng đổ về vô cùng dồi dào mà, mình đâu có giới hạn được những cái nguồn lực của tiềm thức đâu các anh chị. Đấy. Anh chị nghe những cái anh chị nghe chia sẻ câu chuyện thành công của tháng 7 không ạ? Chỉ trong vòng một ngày cuối cùng thôi, Miss Hồng Vân đạt được mục tiêu của mình, cho dù trước đó là có thể là còn khá xa các anh chị ấy. Ngày hôm đó về cả hơn 200 triệu các anh chị, thế là đạt mục tiêu rồi. Mình nghe những cái câu chuyện đó để mình biết được rằng cái việc mà chúng ta xác quyết vào mục tiêu,
chúng ta tin tưởng vào cái mục tiêu của mình ấy, thì anh chị mới thấy được rằng tiềm thức sẽ hỗ trợ cho các anh chị rất là nhiều những cái nguồn lực để anh chị đạt được cái mục tiêu của mình các anh chị nha. Chứ mình không là có bằng lùi. Rồi á, có những anh chị có những cái câu chuyện rất là tuyệt vời trong nhóm học tập trong câu lạc bộ của chúng ta ha. Có những anh chị hưởng ứng tiềm thức hưởng ứng vô cùng tuyệt vời, được căn nhà 2 tỷ được tặng các anh chị. Thế mình nghe những cái câu chuyện mà ăn mừng thành công như thế thì sao? Ôi sướng quá, lòng tôi đón nhận nó, mình phải ra quyết định như vậy chứ các anh chị. Lòng tôi đón nhận cái số tiền đó, lòng tôi đón nhận cái căn nhà đó, căn nhà đó là của tôi, cái số tiền đó là của tôi, mình phải ra quyết định cho tiềm thức cho các chị. Và đừng bao giờ kết thúc bằng một câu nói không tích cực các anh chị nha. Mình hãy đảo ngược ngôn từ và điều tuyệt diệu sẽ xảy ra. Anh chị nhớ không ạ? Đó, hãy tin tưởng đến cuối cùng cái mục tiêu của mình để các anh chị. Một khi á, mà anh chị xác quyết với cái mục tiêu của mình ấy, thì cả vũ trụ sẽ giúp cho các anh chị đạt được cái mục tiêu. Các anh chị nhớ nhé. Đó, anh chị đâu có đơn độc rồi. Có tiềm thức vũ trụ mà lo gì? Đấy. Đó là cái cách thứ nhất các anh chị nha. Sốc cảm xúc, sốc tích cực các anh chị. Hãy lựa chọn những cái thời điểm mà sốc tích cực để mình gieo vào những cái mục tiêu về tài chính, mục tiêu trong cuộc sống của chúng ta các anh chị nha. Rồi cái cách thứ hai đó là gì? Cái cách thứ hai giúp cho các anh chị giao tiếp với tiềm thức để cài đặt mục tiêu nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất. Đó là cái việc mà chúng ta cần phải lặp đi lặp lại các anh chị nhé. Lặp đi lặp lại các anh chị. Một cách đó, để giúp cho các anh chị xây dựng cho mình những cái niềm tin mới. Đó là gì? Đó là lặp đi lặp lại các anh chị. Lặp đi lặp lại. Cho nên á, anh chị thấy nè, tại sao á, mà chúng ta mỗi ngày trong cái bước 6 bước hàng ngày đều có một cái bước đó là gì? Tuyên bố những niềm tin hỗ trợ cho việc sử dụng sức mạnh tiềm thức và tuyên bố những cái niềm tin 17 bí mật tư duy triệu phú đó, các anh chị. Mình đó là những cái thói quen hàng ngày mà mình cần phải lặp đi lặp lại các anh chị nhé. Chúng ta cùng nhau đọc 17 tư duy triệu phú. Đó là những cái niềm tin của những cái người thành công giàu có, đó là những cái công thức triệu đô các anh chị. Và sao và đọc cho đến khi nào? Nhiều anh chị hỏi là ôi em ơi chị thuộc rồi, chị nhớ rồi, nay chị không cần đọc nữa em ha. Chúng ta phải đọc ấy, cho đến khi nào mà chúng ta sở hữu 1 triệu đô thì thôi các anh chị. Và mình đọc cho đến khi nào mà mình sở hữu cái 1 triệu đô rồi thì mình đọc qua tiếp tư duy của tỷ phú các anh chị đó, anh chị nhớ nhá. Còn nếu mà chúng ta đặt chưa đạt được cái con số 1 triệu đô thì sao? Thì chúng ta phải lặp đi lặp lại cho đến khi mà chúng ta có một cái con số 1 triệu đô. Bởi vì đó là 17 bí mật tư duy triệu phú mà. Đó là những cái bí mật giúp cho các anh chị đạt được con số là triệu đô đó các anh chị. Được không ạ? Chúng ta có bỏ cuộc không? Không nha. Người thành công là người không bao giờ bỏ cuộc. Còn người bỏ cuộc thì không bao giờ thành công các anh chị. Anh chị nhớ cái điều này. Đọc cho đến khi đến 1 triệu đô thì thôi. Vậy thì á, làm sao để mình biết được á, là mình có được cái bộ tư duy của những triệu phú các anh chị? Làm sao mình biết được ạ? Có một số anh chị nói như thế này nè. Sách này chị đọc rồi. Sách này chị biết rồi. Sách này chị đầy mà. Nhưng mà anh chị ơi, chúng ta chỉ có thể nói là mình biết khi mà mình có kết quả từ cái tư duy đó thôi các anh chị. Nếu như mình nói là mình biết nhưng mà cái kết quả ở bên ngoài đang chưa có gì thì có thể là mình chưa biết đâu các anh chị. Kết quả mà chưa có thì tư duy nó đang nằm ở ngoài rìa thôi các anh chị. Giống như cái bề mặt á, như Thanh An vừa nói này, giống như anh chị đang nói là anh chị có tư duy triệu phú rồi. Nhưng mà mục tiêu 1 triệu đô mà anh chị chưa có thì sao các anh chị? Thì cái mục tiêu đó nó vẫn đang nằm ngoài da, nằm ngoài ý thức thôi các anh chị. Được không ạ? Nó nằm ở phần ý thức. Nên nếu như mình có tư duy thì mình phải nói chuyện bằng kết quả các anh chị. Mình có tư duy thì mình phải nói chuyện bằng kết quả các anh chị nha. Kết quả mà chưa có thì tư duy vẫn là nằm ở bên ngoài thôi, và tư duy đó vẫn là tư duy của tác giả thôi các anh chị. Đấy, nên cái kết quả sẽ nói lên cái điều đó là gì? Bên trong có cái gì thì bên ngoài có cái đó các anh chị. Bên trong có cái gì thì
là bên ngoài nó sẽ hiển lộ ra cái đó. À, và bên ngoài chưa có cái gì thì tức là sao? Bên trong chưa có các anh chị. Ừ. Nếu như mình nói là mình có kết quả rồi, mình có tư duy rồi, mình biết rồi, à, thì à, kết quả của mình đâu? À, quan trọng là kết quả các anh chị. Và kết quả thì luôn luôn nói thật các anh chị à. À, và quan trọng là chưa thì sao? Mình chưa có kết quả thì sao? Ừ, thì học tiếp thôi. À, thì ứng dụng lại thôi. À, học đi các anh chị. Đấy. Kiên nhẫn, kỷ luật, ứng dụng liên tục các anh chị nhé. À, còn kết quả bên ngoài thể hiện là bên trong anh chị có cái gì đó. Cái kết quả hiện tại của các anh chị là phản ánh chính xác những cái tư duy, những cái suy nghĩ của các anh chị đang có trước đây đó. Đó. Nên hãy kiên nhẫn, lặp đi lặp lại những cái mục tiêu của mình, những cái mong muốn của mình á, cho đến khi nó trở thành cái niềm tin và cho đến khi nó đi xuống được cái tầng tiềm thức này các anh chị. À, hãy lặp đi lặp lại cái điều đó các anh chị nha. Những cái điều mà chúng ta mong muốn các chị phải làm sao mà cho nó đi vào trong tầng tiềm thức các anh chị. Ừ. Vậy nên á, khi mà chúng ta muốn cái sự thành công giàu có thì làm sao, thì chúng ta phải lặp đi lặp lại những cái tư duy của những người thành công giàu có mỗi ngày các anh chị. À, và cái công thức của người thành công đó là gì? À, đó là suy nghĩ tạo ra cảm xúc tạo ra hành động và hành động tạo ra kết quả các anh chị. À, và khi mà chúng ta có tư duy của những người triệu phú đô la, à, chúng ta được học, à, chúng ta được học trong những buổi chia sẻ, à, dung sáng dung tối của chúng ta. Bên cạnh đó chúng ta còn được chia sẻ, à, trong những buổi dung chuyên sâu, à, được chia sẻ trực tiếp với thầy tài phiệt hoặc là các anh chị chủ tịch câu lạc bộ của chúng ta. Đó, chúng ta được học từ tư duy từ những triệu phú đô la, à, tư duy triệu phú đô la của từ những cái doanh nhân, à, chính là những cái con người Việt Nam, à, những con người sở hữu doanh nghiệp các anh chị rất là lớn, à, những con người có thể kiến tạo ra một cái doanh nghiệp 1 triệu đô, 2 triệu đô. Chúng ta không phải là học xong rồi, à, biết xong rồi, à, để đó gấp vở lại đâu các anh chị. À, mà học xong rồi á, chúng ta biết rồi á, thì chúng ta cần phải ứng dụng vào trong những cái việc nhỏ trong cuộc sống các anh chị nha. Ừ, trong cuộc sống của các anh chị bằng cách là gì? Bằng cách là chúng ta phải sống như thể đã đạt được rồi á, các anh chị. Sống như thể đã đạt được rồi. Thế thì sống như thể đã đạt được rồi là sao? Chúng ta phải hình dung tưởng tượng chúng ta như là một người triệu phú đô la. À, khi mà anh chị học tập cùng với nhóm học tập á, chúng ta hãy ghi chép lại. Chúng ta học tập cùng với nhau học tập, chúng ta hãy ghi chép lại những cái tư duy, những cái suy nghĩ, những cái thói quen, à, của những con người thành công các anh chị nhé. Đó. Cái cách học như thế nào, họ có những cái thói quen gì, à, sau đó mình hãy tưởng tượng mình là 1 triệu phú các anh chị nha, sống như thể đã đạt được rồi. À. À, rồi ok các anh chị ha. À, và mỗi buổi sáng khi mà mình mở mắt ra các anh chị, à, mình phải hình dung tưởng tượng mình là một người triệu phú, à, bất chấp là sao, bất chấp hoàn cảnh hiện tại, à, có thể là mình đang gặp những cái chưa được dễ dàng, chưa được thuận lợi, nhưng mà mình phải sống như thể đã đạt được rồi các anh chị, sống như thể đã đạt được rồi đó. Đó. À, vậy thì một người triệu phú thì sao, à, họ có ngủ nướng không các anh chị, rồi mỗi khi mà đứng trước một cái sự việc, đứng trước một cái tình huống nào đó, mình phải hỏi là, à, một cái người triệu phú họ có làm như thế này không? Một người triệu phú họ sẽ làm việc như thế nào? À, họ làm việc 100% năng lượng hay là họ làm việc 50%? Hay là họ làm nửa vời? Hay là họ mất tập trung các anh chị? Đấy. Một người triệu phú họ sẽ ăn mặc như thế nào? Chỉnh chu, lịch sự. Họ đi đứng như thế nào? À, có đi nghiêng trái nghiêng phải không ạ? Có đứng chân thấp chân cao không ạ? À. Chân thấp chân cao là mô típ của những người không thành công đó các anh chị, không có năng lượng, đứng yếu xìu, à, hoặc là cái cách nói chuyện của 1 triệu phú sẽ như thế nào. Thì mình, à, đang hình dung tưởng tượng mà các anh chị, mình sống như thể đã đạt được rồi, mình vay mượn năng lượng của tương lai đó các anh chị, à, vay mượn năng lượng của tương lai,
Anh chị nhớ cái quy trình chắc chắn không ạ? Chúng ta hãy sống như là 1 triệu phú rồi, trong từng cái hành động nhỏ nhất. Mình cũng phải cư xử, mình cũng phải suy nghĩ giống như 1 triệu phú. Chứ không phải là nói sống như 1 triệu phú, hình dung tưởng tượng như 1 triệu phú cái cuối cùng mình tiêu tiền như 1 triệu phú các anh chị nha. Anh chị phải hiểu cho đúng các anh chị. Nhiều anh chị thì sao? Nhiều anh chị tiêu tiền như 1 triệu phú. Chứ không học cái cách suy nghĩ, chứ không học cái cách kiếm tiền của 1 triệu phú. Nhiều người thấy ra rằng người thành công, người giàu có, triệu phú đô la, sở hữu xe này nhà kia, thế mình bắt đầu đi vay mượn, mình bắt đầu đi mượn người này người kia, mình sắm cho bằng được cái chiếc xe, mình sắm cho bằng được cái chiếc túi, mình sắm cho bằng được cái căn nhà để mình sống như 1 triệu phú. Đó là anh chị đang á, là tiêu tiền như 1 triệu phú thôi, còn anh chị không có biết cách kiếm tiền như 1 triệu phú. Và thậm chí á, khi mà anh chị có những cái điều đó rồi á, thực ra nó cũng chỉ là những cái thứ sáo rỗng bên ngoài thôi các anh chị. Thế thì cái thứ mà mình cần phải có đó là gì? Đó là cái tư duy, cái suy nghĩ, cái thói quen, cái phẩm chất của một người triệu phú các anh chị. Chứ không phải chỉ là những cái vật chất bên ngoài các anh chị nhé. Đấy. Và tiềm thức của các anh chị á, và anh chị hiểu này, tại sao chúng ta lại phải sống như thể đã đạt được rồi? Bởi vì tiềm thức của chúng ta không biết được rằng đâu là thật, đâu là không thật đâu các anh chị. Bên trong anh chị, nếu như anh chị có cái hình ảnh của cái mục tiêu của các anh chị, thì tiềm thức của các anh chị sẽ rất là hay. Nó không phân biệt được đâu là thật, đâu là không thật. Thì tự nhiên cái cơ thể của chúng ta nó sẽ sản sinh ra những cái hormone làm cho các anh chị có cảm giác y như là 1 triệu phú đó. Giống như là anh chị ăn chanh á, rõ ràng là Thanh An đâu có một cái trái chanh nào trên tay đâu, nhưng mà anh chị ăn chanh anh chị thấy rất chua mà. Đấy. Anh chị rùng mình, anh chị nổi da gà. Anh chị hình dung được không? Chúng ta đang vay mượn năng lượng của tương lai để giúp cho mình tràn đầy năng lực, để giúp cho mình có cái hành động, cư xử, suy nghĩ như một người triệu phú các anh chị nha. Và suy nghĩ triệu phú. Vậy nên có cái cách, vậy nên là có cái cuốn sách rất là nổi tiếng của Napoleon Hill, đó là gì? Đó là nghĩ giàu làm giàu các anh chị. Tại sao mà không phải là làm giàu luôn mà phải nghĩ trước? Nghĩ rồi mới làm, nghĩ rồi mới làm được các anh chị, nghĩ giàu rồi mới làm giàu được. Chứ còn như một phát vô làm luôn thì giống như bao nhiêu năm nay làm luôn có nghĩ đâu, thì kết quả nó như thế nào thì anh chị thấy đó. Bởi vì làm bao nhiêu năm nay chỉ có làm thôi mà không có nghĩ, nên kết quả như nào thì anh chị biết rồi đó. Anh chị theo kịp không ạ? Anh chị nắm được không ạ? Nên là phải có suy nghĩ của một người thành công trước các anh chị. Đó là lý do mà chúng ta cần phải học trước đó các anh chị. Học trước rồi mới làm các anh chị nhé. Đấy. Và phải có những cái thói quen, có những cái lối sống, có những cái thói quen, phẩm chất của một người triệu phú thì anh chị mới có cái tài sản ở bên ngoài được các anh chị. Hiểu không ạ? Giống như anh chị phải đi làm thì anh chị mới có cuối tháng nhận lương. Chứ bây giờ anh chị bảo là trả tiền lương đây thì mới làm, thì cái công ty đó nó nằm ở hành tinh nào chứ không phải là hành tinh này các anh chị ạ. Làm gì có một cái công ty nào mà trả tiền lương trước rồi mới làm việc đâu. Kinh doanh thì anh chị cũng phải làm trước thì anh chị mới có lợi nhuận chứ. Anh chị phải tư vấn khách hàng, anh chị phải chăm sóc khách hàng xong thì khách hàng mới mua đơn hàng cho các anh chị, thì mới trả tiền cho các anh chị mới có lợi nhuận mà. Đấy. Nên anh chị cần phải có suy nghĩ trước, nghĩ giàu rồi mới làm giàu được các anh chị nha. Còn nếu như mà bây giờ mình học xong này, anh chị không có xem lại, anh chị không có cài đặt, anh chị vứt sang một bên thì sao? Thì ngày mai như mới, như mới. Nếu như anh chị không có những cái suy nghĩ mới, anh chị không có những cái hành động mới, thì sẽ không có cái kết quả nào mới các anh chị, chỉ là kết quả cũ thôi. Vậy thì bao nhiêu trong số tất cả các anh chị, chúng ta cùng nhau ra quyết định là rèn luyện mỗi ngày mở mắt ra, phải biết rằng mình là 1 triệu phú đô la, thì mình phải là có những cái suy nghĩ, những cái phẩm chất, những cái thói quen của 1 triệu phú, thì có thể là cùng comment tôi được không? Không có 1 triệu phú nào họ làm việc hững hờ hờ hững hết các anh chị, không có năng lượng lúc lên lúc xuống,
hơi xíu lạc quan. Làm việc thì không có nhiệt huyết, rồi hành động không có mạnh mẽ, không có người triệu phú nào giống như vậy các chị. Nói suốt ngày thì nói là phải nghĩ lớn, nhưng mà cuối cùng làm thì toàn người nhỏ không các anh chị. Đấy. Không có người triệu phú nào như vậy hết. Vậy thì chúng ta phải đặt tay lên trán và chúng ta nói là gì? Tôi có tư duy triệu phú các anh chị nha. Nhớ ứng dụng các anh chị nha. Nhớ ứng dụng các anh chị. Nếu như mà chúng ta không ứng dụng thì không có bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra hết các anh chị. Cái và cái chìa khóa trong cái việc mà anh chị tạo ra được cái tài sản, cái chìa khóa để giúp cho các anh chị có được trên cái hành trình thành công của mình đó là cái gì? Đó là cái việc mà chúng ta cần phải ứng dụng. Và những cái kiến thức này chúng ta cần phải kiên nhẫn các anh chị nhé. Bởi vì đây là những cái kiến thức mà rất là mới với các anh chị. Bao nhiêu năm nay đâu có ai dạy, đâu có ai nói cho mình những cái kiến thức này đâu. Hoặc là hôm nay chúng ta ngồi đây chúng ta chưa có nghe kịp. Hoặc là như ngày hôm nay chúng ta ngồi đây chúng ta chưa có nghe kịp, chúng ta chưa có hiểu thì chúng ta cũng phải kiên nhẫn học đi học lại các anh chị nhé. Ngày xưa Thanh An mới bước vào câu lạc bộ các anh chị mình cũng đâu có hiểu là tiềm thức là cái gì đâu. Mình học cũng phải 3 chu kỳ, cũng phải 3 tháng mình mới bắt đầu hình thành nên cái hình thành nên bắt đầu là mới hiểu được tiềm thức là gì các anh chị. Thế mình cần phải kiên nhẫn để ứng dụng đó. Và thời điểm mà trước khi mà Thanh An biết đến câu lạc bộ mình có phải là thường xuyên đọc sách đâu các anh chị, đọc quyển sách nào nó cũng bỏ dở hết, không bao giờ hoàn thành một cái cuốn sách nào hết các anh chị đấy. Mình cũng chỉ có một cái suy nghĩ đơn giản trước đó là gì, đó là làm việc chăm chỉ, vất vả thì có nhiều tiền thôi. Ngày xưa mình nghĩ thế các anh chị đó. Nhưng mà anh chị hiểu này, cái bộ môn này thì nó không có phân biệt được là anh chị phải học lớp mấy hoặc là bằng cấp như thế nào đâu. Các anh chị đợi Thanh An một chút nha. Rồi ok các anh chị ha. Cái bộ môn này nó không có phân biệt là anh chị phải có bằng cấp gì hoặc là phải như thế nào đâu, mà chúng ta chỉ cần đó là gì, chăm chỉ ứng dụng thôi các anh chị. Kiên trì kiên nhẫn ứng dụng. Nếu mà chúng ta có một cái khát khao thực sự để thay đổi cuộc sống, chúng ta chăm chỉ ứng dụng thì sẽ đạt được thôi các anh chị. Ngày xưa chúng ta đi học cấp 3 hình học không gian gì khó thế chúng ta còn giải được cơ mà. Chúng ta từ một cái hình tưởng tượng ra bao nhiêu đường, bao nhiêu thứ, bao nhiêu các kiểu chúng ta còn giải được cơ mà các anh chị. Thế thì bây giờ chúng ta có một cái bộ công thức thì chúng ta cần phải kiên nhẫn để ứng dụng để tạo ra cái kết quả cho mình các anh chị nha. Đó. Ok không các anh chị? Đoạn này mình hiểu không ạ? Đấy. Vậy thì cái bước số 2 đó là gì? Chúng ta phải kiên nhẫn ứng dụng, lặp đi lặp lại các anh chị nhé. Kiên nhẫn ứng dụng, lặp đi lặp lại. Và chúng ta có sẵn sàng đầu tư thời gian, đầu tư công sức để mà chúng ta để chúng ta mà có thể học được một bộ công thức thay đổi cuộc sống của mình không ạ? Chúng ta có sẵn sàng đầu tư không ạ? Thời gian, công sức hay thậm chí là tiền bạc. Tiền bạc để làm gì? Tiền bạc là để chúng ta wifi, tiền dung, tiền học tập này các anh chị, tiền điện này. Đấy. Chúng ta phải đầu tư sách vở để làm gì, để trở thành một chuyên gia trong bộ môn sức mạnh tiềm thức để kiến tạo nên cái cuộc sống mà mình mong muốn không các anh chị ơi. Đấy, đó là những cái mà chúng ta cần phải đầu tư cho cái tương lai của chính mình các anh chị nhé. Có sẵn sàng không ạ? Đấy. Từ bé đến lớn chúng ta đầu tư. Đó, từ bé đến lớn chúng ta dành rất là nhiều năm tháng, mười mấy năm, 20 năm để đi học, để mà ra một cái công việc ổn định có 5-10 triệu một tháng chúng ta cũng rất kiên nhẫn. Thì bây giờ chúng ta biết tới một cái bộ môn mới, chúng ta biết đến một cái công thức
của những con người thành công, thì chúng ta có kiên nhẫn không các anh chị? Chúng ta phải kiên nhẫn ứng dụng chứ các anh chị. Và quan trọng là các anh chị phải ứng dụng các anh chị nhé. Và anh chị hình dung tưởng tượng đi, nếu như mà anh chị hình dung anh chị đang là một cái người thành công, anh chị lập tức ngồi thẳng lưng ngay. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sống như thể là đạt được rồi mà. Đấy mới là một bậc thầy sức mạnh tiềm thức anh chị. Vậy nên là chúng ta hãy huấn luyện cái điều này, được không ạ? Rồi, ok, đó là cái cách giao tiếp thứ hai các anh chị nha. Hãy liên tục sống với cái mục tiêu của gì, của mình. Ngày hôm nay chưa có thì đừng tập trung vào cái việc là có hay chưa, mà hãy tập trung vào cái việc đó là gì. Mình hãy liên tục nuôi dưỡng cái ước mơ của mình đó các anh chị, nuôi dưỡng cái kết quả mà chúng ta mong muốn á. Nuôi dưỡng cái mục tiêu đó mỗi ngày các anh chị, nuôi dưỡng cái con người mà chúng ta mong muốn trở thành mỗi ngày đi các anh chị. Chúng ta đang tưới cái hạt giống mà dần dần theo ngày tháng. Có nuôi có gieo thì có gặt. Và chúng ta phải chăm sóc những cái hạt giống mà chúng ta đã gieo các anh chị nhé. Đó là hạt giống. Cái con người mà chúng ta muốn trở thành đó là một cái hạt giống mà chúng ta cần phải chăm sóc, chúng ta cần phải nuôi dưỡng các anh chị nhé. Các anh chị hiểu không? Được không anh chị ơi? Việc của mình đó là gì? Đó là chúng ta cần phải nuôi dưỡng mỗi ngày. Và chúng ta cần phải nuôi dưỡng những cái hạt giống đó là gì? Sống như thể đã đạt được rồi, sống như thể chúng ta đã đạt được cái mục tiêu đó rồi các anh chị. Đúng không ạ? Cho nên những anh chị nào mà tham gia vào trong cái tham gia nhóm học tập á, tham gia vào nhóm học tập, chúng ta chăm chỉ, chúng ta rèn luyện, hầu như tất cả các anh chị chăm chỉ đều đạt được những cái mục tiêu của mình hết các anh chị. Đấy, chúng ta thiết kế nên cái cuộc đời của mình, chúng ta biết về bánh xe cuộc đời mà, chúng ta có được cái hình mẫu lý tưởng về cái con người mà chúng ta mơ ước trở thành, và chúng ta sống như thể đã đạt được rồi các anh chị. Đó, chúng ta sẽ biết rõ cái con người mà chúng ta muốn trở thành các anh chị. Và việc mỗi ngày chúng ta gieo trồng nuôi dưỡng cái con người đó là gì? Là chúng ta sống như thể đã đạt được rồi các anh chị nha. Đấy, chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta nuôi dưỡng. Còn nếu như mà anh chị nào mới trong ngày hôm nay, chúng ta chưa biết được là cái con người chúng ta trở thành như thế nào, thì chúng ta hãy ngồi xuống và nghĩ tới, viết ra và hình dung ra đi các anh chị. Anh chị mong muốn trở thành một cái con người như thế nào? Và khi mà anh chị cho phép mình đấy, anh chị cho phép mình những cái điều đó đó các anh chị. Anh chị tham gia vào những cái chương trình rèn luyện, để làm gì? Để gia tăng được cái nhiệt kế tài chính của mình, thay đổi cái tư duy của mình đó các anh chị. Những cái chương trình chuyên sâu của nhóm học tập của câu lạc bộ sẽ chia sẻ với chúng ta những cái cách để chúng ta cài đặt lại những cái niềm tin, những cái tư duy mới của những người thành công, của những triệu phú đô la các anh chị. Đã sống như thể đã đạt được rồi là sao? Là vay mượn năng lượng của tương lai, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta phải có những cái hành động cụ thể các anh chị. Chứ giờ anh chị ngồi hình dung như là bờ sông A sang bờ sông B, mà anh chị không có bất cứ một cái hành động nào hết, anh chị cứ ngồi ngồi hình dung không, thế anh chị cứ nghĩ là bờ sông nó sẽ tự đọc sát lại với nhau các anh chị. Không có cái chuyện đó anh chị nha. Anh chị hình dung rồi thì anh chị bắt đầu hành động mạnh mẽ, thì trong cái lúc mà anh chị hành động thì vũ trụ sẽ đưa nguồn lực đến cho các anh chị, và nguồn lực sẽ xuất hiện các anh chị nha. Giống như anh chị khi mà anh chị đặt hàng vũ trụ mỗi ngày, anh chị muốn cho khách hàng gõ cửa mua hàng mỗi ngày của mình ấy, thì ngày mai anh chị phải có một cái hành động cụ thể nào đó để cho khách hàng gõ cửa mua hàng chứ. Chứ ngày mai anh chứ hôm nay anh chị đặt hàng vũ trụ rồi, ngày mai anh chị đóng cái cửa hàng của mình cái rầm thì khách hàng vào kiểu gì các anh chị? Đấy, không có một cái hành động nào hết để mà anh chị cho người ta biết là anh chị đang bán cái mặt hàng đó, đang kinh doanh mặt hàng đó, thì khách hàng gõ cửa đâu ra? Cho nên là chúng ta cũng như thế các anh chị, chúng ta sống như thể đã đạt được rồi thì chúng ta cũng phải bắt đầu biết nắm bắt những cái cơ hội để mà mình xây dựng những cái yếu tố vô hình tạo nên cái con người thành công, tạo nên cái kết quả mà chúng ta muốn các anh chị nha. Đấy, kết quả là tài sản bao nhiêu tiền, cái kết quả là thu nhập bao nhiêu,
À, cái con người anh chị muốn trở thành sống trong cái ngôi nhà như thế nào, đó chính là kết quả các anh chị. Nhưng mà những cái yếu tố vô hình để tạo nên những cái kết quả đó, đó là gì? Đó là tư duy, đó là kiến thức, đó là tầm nhìn, đó là kỹ năng các anh chị, và cơ hội, những cái xu hướng ấy, để tạo ra những cái nguồn thu nhập ấy. Chứ bây giờ anh chị chỉ có đi làm thuê không thì làm sao mà anh chị mua được biệt thự. Đây là Thanh An không kể những anh chị nào mà có làm thuê nhưng mà vẫn đầu tư, vẫn kinh doanh ở ngoài ha. Nếu mà chúng ta chỉ làm thuê làm công không thì không thể nào mà chúng ta xây biệt thự được anh chị. Sao có tài sản triệu đô, sao mà mua xe vòng quanh thế giới được. Nên là chúng ta cần phải bổ sung, phát triển, cài đặt những cái yếu tố vô hình, đó là tư duy, tầm nhìn, kỹ năng, kiến thức của những người thành công anh chị nha. Cho nên những anh chị nào đang mong muốn có những cái sự bứt phá mạnh mẽ hơn trên cái hành trình của mình ấy, thì sao? Thì mình phải nhớ này, chúng ta phải rõ ràng cái kết quả. Chúng ta không phải là học xong để đó, chúng ta học xong để ứng dụng ra tiền chứ các anh chị. Chúng ta phải rõ ràng cái kết quả mà chúng ta muốn các anh chị nha. Chúng ta phát triển bản thân để thay đổi cuộc sống, để có thêm tư duy chiến lược, có những cái lựa chọn tốt hơn để đạt được cái cuộc sống mà mình mong muốn. Chứ còn anh chị mà ra quyết định là gì? Đọc sách để mà anh chị biết thêm, đọc sách để phát triển bản thân thân, đọc sách để anh chị tích cực hơn, thì đúng y như rằng anh chị chỉ đạt những cái mục tiêu đó thôi, chỉ là không có tiền thôi. Đó là do anh chị ra quyết định các anh chị nha. Đấy, đúng hay rất đúng các anh chị. Nếu như anh chị đặt ra mục tiêu đọc sách để phát triển bản thân, để có thêm năng lượng, thì y như rằng anh chị sẽ có thêm năng lượng hơn, có thêm sự hiểu biết, có thêm nhiều góc nhìn. Nhưng mà chung quy có phải là anh chị đang phát triển bản thân để làm gì? Để có một cái cuộc sống thành công hơn, giàu có hơn, tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà anh chị không có nói thẳng vào những cái điều mà mình muốn, mình cứ nói vòng 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 vòng. Bởi vì sao? Bởi vì mình ngại, nói cái cụm từ giàu á, mình sợ nói trước bước không qua, nên là mình cứ nói vòng 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 thôi. Nhưng mà bây giờ mình phải tập trung thẳng vào cái kết quả. Nếu như anh chị muốn có một cái sự bứt phá mạnh mẽ hơn, nếu như anh chị mong muốn có những cái sự bứt phá trong 6 tháng cuối năm 2023 các anh chị, thì hãy cho phép bản thân mình bứt phá, thay đổi cái tư duy, thay đổi cái tầm nhìn, thay đổi cái suy nghĩ của mình đi các anh chị, thì anh chị mới tạo ra được cái kết quả được. Và mình phải ứng dụng hàng ngày, mình ứng dụng những cái kiến thức câu lạc bộ chia sẻ cho chúng ta, cộng thêm cái việc là gì, cài đặt lại tư duy gốc rễ, tái thiết lập lại tư duy gốc rễ. Đây là những cái điều mà giúp cho chúng ta thay đổi được cái tình hình hiện tại các anh chị. Cài đặt lại những cái tư duy, cài đặt lại những cái niềm tin. Bên cạnh đó chúng ta được câu lạc bộ huấn luyện trong những cái chương trình chuyên sâu đó về những cái kỹ năng là gì? Kỹ năng bán hàng, kỹ năng marketing, những cái kỹ năng, những cái chiến lược trong kinh doanh. Và anh chị sẽ được làm những cái quy trình để chạm vào cái con người bên trong các anh chị. Anh chị mà chạm được những cái con người bên trong mình ấy, anh chị mà chạm được cái con người bên trong mình, thì tất cả những cái mục tiêu của các anh chị không gì là không thể cả các anh chị ơi. Đấy. Những gì anh chị muốn, giống như là vũ trụ mong muốn vậy. Đấy, được không ạ? Cho nên những anh chị nào chúng ta tham gia đầy đủ các cái buổi rèn luyện các anh chị nha. Đấy. Đó là cái mà anh chị hiểu nè. Cái gì có ở bên trong thì nó sẽ có ở bên ngoài, và cái kết quả nó tạo ra hoa trái các anh chị nha. Cái kết quả nó tạo ra hoa trái các anh chị. Nếu như mà anh chị muốn thay đổi cái kết quả ở bên ngoài, không phải là mình hành động nhiều hơn đâu các anh chị, mà mình phải quay về bên trong để thay đổi cái bên trong của mình các anh chị. Phải thay đổi cái bên trong của mình. Đó là niềm tin, đó là tư duy, đó là những cái mà chúng ta đã cài đặt trong rất nhiều năm tháng rồi. Đấy. Và chúng ta giao tiếp với tiềm thức của mình về mục tiêu đó là gì? Đó là việc mà chúng ta lặp đi lặp lại, thông qua cái việc là gì, hình dung tưởng tượng. Chúng ta tuyên bố này, hình dung tưởng tượng về bức tranh 30 ngày, bức tranh 6 tháng, chúng ta nghe thôi miên này, chúng ta tuyên bố 17 bí mật tư duy triệu phú này, những cái
quy trình hàng ngày đó các anh chị, hãy lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại những cái điều đó nhiều lần các anh chị nha. Bởi vì sao? Bởi vì cái mục tiêu của các anh chị nó đang là những cái hạt giống rất là mới mẻ trong cái tâm trí của mình. Trước giờ anh chị đâu có dám nghĩ tới đâu. Nên là anh chị cần phải ám thị chính mình cho nó trở thành những cái niềm tin đi vào trong cái tầng tiềm thức của các anh chị. Chúng ta phải cho nó trở thành một cái niềm tin đi vào trong tiềm thức các anh chị nhé, thì nó mới trở thành những cái niềm tin được. Chúng ta cần ám thị lặp đi lặp lại các anh chị nhé. Giống như Thanh An có một cái điểm như thế này nè các anh chị. Ngày trước mình hay đặt ra mục tiêu nhưng mà sao, nhưng mà không bao giờ mình hoàn thành hết các anh chị. Có những anh chị nào mà giống Thanh An không các anh chị? Đặt ra mục tiêu nhưng mà mình không không bao giờ hoàn thành hết các anh chị. Đó là những cái thời điểm mà Thanh An chưa biết tới câu lạc bộ các anh chị. Khi mà lúc đó Thanh An rất là khao khát. Vì sao? Vì Thanh An biết được rằng cái thói quen của người thành công đó là gì, khi mà họ đặt ra mục tiêu họ rất là quyết tâm để đạt được cái mục tiêu đó các anh chị, để hoàn thành nó. Và Thanh An rất là khao khát để mà mình có được cái thói quen và cái tư duy này các anh chị. Đó là gì? Đó là mình bắt đầu cài đặt. Đó là gì? Đó là mình tuyên bố với chính bản thân mình và mình cài đặt vào trong cái bức tranh 6 tháng của Thanh An. Đó là gì? Khi mà tôi đã đặt ra một cái mục tiêu nào đó thì tôi phải nhất quyết hoàn thành nó các anh chị. Đó, cái đó là một cái câu mà Thanh An tuyên bố với mình mỗi ngày. Khi mà tôi đã đặt ra mục tiêu thì tôi nhất quyết hoàn thành nó, và thậm chí là Thanh An cũng cài cái câu đó vào trong cái báo thức của mình mỗi ngày các anh chị, để làm gì, để mình ám thị chính mình các anh chị, ám thị chính mình lặp đi lặp lại cái niềm tin, cái thói quen này liên tục các anh chị, liên tục để ám thị chính bản thân mình. Và mình tuyên bố, mình lặp đi lặp lại, mình lặp đi lặp lại, và thậm chí là mình cài đặt vào trong bảng thôi miên ấy, để mình có cái niềm tin là này lúc nào không hay luôn các anh chị. Đấy, khi nào mà mình ứng dụng mà sao mình nhìn thấy cái kết quả xung quanh mình là mình liên tục đạt được những cái thành công, thì mình mới biết được rằng mình đã có cái tư duy này rồi. Vậy nên việc của chúng ta khi mà chúng ta chưa đạt được cái điều gì đó là sao? Đó là do chúng ta chưa chưa đưa được cái những cái niềm tin đó vào trong sâu bên trong tầng tiềm thức của mình thôi các anh chị. Vậy nên là chúng ta cần phải biết cái cách để mà chúng ta giao tiếp và chúng ta cài đặt cái niềm tin ha. Đấy, ok chị Tuyết, ngày trước em cũng y như vậy các anh chị. Mình đặt ra mục tiêu nhưng mà không có hoàn thành. Bởi vì sao? Bởi vì mình chưa có cái niềm tin về cái việc mà mình hoàn thành được mục tiêu các anh chị. Đấy, mình cần phải cài đặt cái tư duy này các anh chị ha. Khi mà anh chị khi mà anh chị ám thị chính mình, anh chị có thể là dán cái mục tiêu của mình, ví dụ như là cái mục tiêu về tấm số nhiệm màu nè, mục tiêu về tài chính của tháng 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 8 này các anh chị. Anh chị dán ở những cái nơi mà anh chị thường xuyên nhìn thấy, hoặc là anh chị hình dung tưởng tượng bức tranh 30 ngày. Đó là những cái việc mà chúng ta liên tục ám thị những cái mục tiêu vào bên trong tầng tiềm thức của mình đó các anh chị. Những cái mục tiêu của chúng ta nó đa phần nó rất là mới mẻ. Nên là chúng ta cần phải có những cái cách để ám thị mình liên tục nhớ tới cái mục tiêu của mình các anh chị ha. Và chúng ta nhắc nhở bản thân mình ám thị. Và cái điều mà chúng ta nhớ nè, khi nào mà chúng ta hiểu được cái điều mà chúng ta muốn, nó giống như là cái điều mà chúng ta giống như cái điều mà vũ trụ muốn á các anh chị, không có một cái con đường nào khác ngoài cái việc mà chúng ta phải hoàn thành á, thì anh chị sẽ có rất là nhiều những cái nguồn lực đến để hỗ trợ cho các anh chị hoàn thành những cái mục tiêu ha. Và anh chị nhớ nè, nếu như mà trong tâm trí của các anh chị còn có kế hoạch BCD kế hoạch lùi thì chắc chắn anh chị sẽ không đạt được cái mục tiêu đâu. Mình chỉ có một cái kế hoạch duy nhất và mình chỉ có một cái chiến lược duy nhất là mình tiến về phía trước thì hầu như những cái mục tiêu đó anh chị sẽ đạt được. Nhưng mà anh chị có kế hoạch BCD là hầu như mục tiêu đó không đạt được đâu. Đấy. Chúng ta chỉ có một cái mục tiêu. Đó là gì? Chúng ta tiến về phía trước và đi đến cái nơi đó thì chúng ta không có cái sự lựa chọn, anh chị sẽ đạt được cái mục tiêu của mình các anh chị nha. Đó. Cho nên chúng ta ứng dụng nha các anh chị. Khi mà chúng ta biết cái thói quen của những người thành công, khi mà chúng ta biết được những cái thói quen, những cái niềm tin của những người thành công, khi mà chúng ta biết rồi các anh chị, chúng ta hãy tận dụng cái cách lặp đi lặp lại mỗi ngày.
đưa vào bảng thôi miên luôn các anh chị, hoặc là chúng ta đưa vào bảng thôi miên luôn. À, vào bảng thôi miên. À, và Thanh An có một cái đoạn trong cái cuốn sách Sức mạnh tiềm thức đó các anh chị, có một cái đoạn trong cái cuốn sách Sức mạnh tiềm thức rất là hay nè các anh chị. Anh chị nào có sách Sức mạnh tiềm thức thì hãy lật ra với Thanh An luôn ha. Mình đưa vào trong bảng thôi miên của mình luôn các anh chị. Trang 149 các anh chị nha. Đây là một trong những cái đoạn mà Thanh An rất là thích các anh chị. Và lúc nào mình cũng cài đặt cái điều này các anh chị. Đó là gì? Đó là tôi muốn có tiền. Tôi thích có tiền. Tôi sẽ dùng tiền một cách khôn ngoan, sinh lời và đúng đắn. Tiền bạc có thể xoay vòng không ngừng trong cuộc sống của tôi. Tôi vui vẻ tiêu tiền và tiền lại sinh sôi kỳ diệu trở vào túi tôi. Tiền là hữu ích và cần thiết. Tiền với tôi là nguồn mạch để có thể trở nên giàu có. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp nên tôi hài lòng vì những điều tuyệt vời và sự giàu có trong tâm hồn mình các anh chị. Đó. Mình cài đặt những cái điều này vào trong bảng tiền bảng thôi miên luôn các anh chị. Đó. Đấy. Ok không ạ? Mình cài đặt những cái điều này luôn các anh chị nhé. Mình nói với chính mình. Mình nói với chính mình mỗi ngày các anh chị. À, và tại sao mà Thanh An lại cài đặt cái điều này vào trong tiềm thức của mình các anh chị? Bởi vì mình rất là khao khát có tiền mà thời điểm đó mình chưa có tiền các anh chị. Thời điểm đó mình chưa có tiền, mình chưa làm ra tiền. À, thế mình cài đặt những cái điều này này vào trong cái bảng thôi miên của mình luôn các anh chị. Mình chỉ dám nghĩ này, mình chỉ dám nghĩ là mình có 20 triệu một tháng thôi. À, nhưng mà mình khao khát các anh chị. Mình khao khát cái sự phát triển của mình gia tăng. À, để mình có thể là gia tăng cái thu nhập của mình lên. À, mình cài đặt cái điều này vào trong bảng thôi miên của mình luôn các anh chị. À, anh chị nào có sách thì có thể là lập ra trang 149 các anh chị nha. À, mình cài đặt những cái tư duy. Mình lặp đi lặp lại những cái niềm tin, những cái tư duy, những cái thói quen nào đó của những cái người thành công hơn các anh chị, và mình sống như thể đã đạt được rồi đó. Những cái thói quen nào đó anh chị muốn trở thành của người thành công thì mình phải cài đặt lặp đi lặp lại để trở thành cái niềm tin của mình các anh chị nha. Thông qua cái việc hình dung tưởng tượng, tuyên bố đó. Và cái cách số 3, cái cách giao tiếp số 3 hiệu quả nhất. Cái cách giao tiếp số 3 là cái cách giao tiếp mà hiệu quả nhất với tiềm thức các anh chị nhé. À, thì ở buổi ngày hôm sau thì Thanh An sẽ hướng dẫn cái cách giao tiếp số 3 này. À, sẽ có một cái buổi hướng dẫn riêng các anh chị. Ngày mai các anh chị ha. À, nhưng mà anh chị cứ ghi lại này, cái cách số 3 hiệu quả nhất để giao tiếp với tiềm thức đó là gì? Đó là mình làm bảng thôi miên các anh chị nhé. Thường á, những cái điều mà Thanh An mong muốn để mà mình hoàn thiện những cái thói quen, những cái tính cách mà mình muốn cải thiện đó các anh chị, thì Thanh An thường đưa vào cái bảng thôi miên. Ví dụ này, ví dụ đó, là tôi là bậc thầy bán hàng giỏi nhất thế giới, tôi là bậc thầy marketing các anh chị. Sorry các anh chị ha. Tối nay nó đang đang tốt các anh chị ha. Mạng nó đang tốt các anh chị. Rồi mình cài đặt những cái niềm tin này. Mình cài đặt những cái niềm tin này. Tôi là nhà bán hàng xuất sắc nhất thế giới. Tôi là bậc thầy marketing các anh chị. Và khi mà Thanh An bước vào câu lạc bộ á, mình mới biết là những cái người thành công và giàu có các anh chị, họ sở hữu hai cái kỹ năng và họ rèn luyện mình trở thành những cái bậc thầy. Đó là gì? Đó là bán hàng và marketing các anh chị. Và ngày trước thì Thanh An không 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 biết những cái điều này. Ngày trước mình cứ nghĩ kinh doanh là gì? Kinh doanh là mình nhập hàng về rồi sau đó mình bán thôi, chứ mình không biết là bán hàng như nào, marketing như nào. Rồi mình cứ nghĩ là nhập hàng về rồi sau đó mình dần dần mình bán được thôi, có hàng trong nhà thì kiểu gì cũng bán được các anh chị. Ngày trước mình nghĩ như thế, đăng bài lên Facebook. Nhưng mà sau này khi mà Thanh An vào câu lạc bộ, Thanh An mới hiểu được là những cái người thành công họ cực kỳ giỏi về bán hàng, về marketing,
và kỹ năng đàm phán các chị. Đấy. Nếu như mình mà không có giỏi ba cái kỹ năng này thì mình ra kinh doanh ở bất kỳ cái lĩnh vực nào mình cũng trở thành người ôm hàng thôi các anh chị. Đấy. Đó. Bán hàng, marketing và đàm phán các anh chị nhé. Mà Thanh An thì trước đó chưa có kỹ năng đó các chị, nhưng mà mình rất là khao khát để mình sở hữu cái kỹ năng bán hàng, kỹ năng marketing, kỹ năng đàm phán các anh chị. Bởi vì mình biết rằng đây là ba cái kỹ năng mà người giàu họ rất là giỏi các anh chị. Ừ. Chứ bây giờ mình nghĩ là nếu như mà mình không có sở hữu ba cái kỹ năng này thì chắc chắn là mình không thể nào mà giàu có được các anh chị. Làm sao mà mình có được cái cuộc sống như mình mong muốn được. Ừ. Lúc đó là Thanh An chưa có ba cái kỹ năng này, mình đưa hết vào bảng thôi miên các anh chị. À. Và tuyệt vời là gì? Trên cái hành trình phát triển thì mình có những cái nguồn lực, có những cái thông tin, có những cái cơ hội, có những cái con người đến để giúp cho mình hoàn thiện những cái kỹ năng này các anh chị. Có những cái nhóm rèn luyện để được hướng dẫn về bán hàng, về marketing, được cầm tay chỉ việc các anh chị. Thế mình bắt đầu mình cải thiện, mình dần dần các anh chị. Cải thiện những cái kỹ năng đó và mình bắt đầu sở hữu những cái kỹ năng đó các anh chị. Nhưng mà nó đến từ cái việc mình ra quyết định, mình rèn luyện những cái kỹ năng này và biến nó trở thành những cái kỹ năng giỏi nhất các anh chị nhé. Đấy, cài đặt vào trong bảng thôi miên ấy. Ừ. Ngày trước á thì Thanh An không có thích, nói chung là mình sợ cái việc bán hàng lắm các anh chị. Mình sợ cái việc bán hàng lắm. Mình sợ bán hàng ở đây là gì? Do mình sợ khách hàng từ chối mình. Mình sợ. Đấy. Đấy, nhưng mà sau khi mà mình biết được rằng người giàu họ sở hữu những cái kỹ năng này thì sao? Thì mình phải biến nó trở thành đam mê các anh chị. Đam mê bán hàng, đam mê marketing, đam mê đàm phán, đam mê chăm sóc khách hàng. Mình đam mê những cái điều này thì đây là những cái đam mê mà giúp cho các anh chị có tiền đó. Đó. Đam mê để giúp cho các anh chị tạo ra cái khối tài sản hàng triệu đô các anh chị. Ừ. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị từng biết đến bộ phim mà Sói Nhà Phố Quân ạ? À? Một bộ phim vô cùng nổi tiếng các anh chị ha. Anh chị biết cái bộ phim đó không ạ? Một cái mã cổ phiếu không có giá trị bán những cái cổ phiếu đen đó các anh chị, giúp cho một cái người nghèo nợ nần, gia đình coi thường, trở thành một cái người sở hữu du thuyền, sở hữu biệt thự, nhà lầu xe hơi, hào quang của giới thượng lưu, bước chân của vào giới thượng lưu đấy. Và lúc nào ông cũng đào tạo cho nhân viên đó là gì? Hãy bán cái cây bút này đi, hãy bán cái đồng hồ này đi. Đấy, lúc nào ông cũng nói với nhân viên là gì? Hãy bán cây bút, hãy bán đồng hồ, hãy bán những cái thứ mà trên người ông có đi. Và ông nói, ông thuyết phục nhân viên là làm sao phải bán được những cái món đồ đó đi các anh chị, bán từ cái cây bút các anh chị. Đấy, hay lắm các anh chị. Khi mà anh chị sở hữu được ba cái kỹ năng này, bán hàng, marketing và đàm phán, thì anh chị đừng có sợ là anh chị không có tiền. Mà có ba cái kỹ năng này thì chúng ta phải hành động các anh chị nha. Có ba kỹ năng rồi mà không hành động thì tiền sao cũng không chạy về túi mình đâu các anh chị. Đấy. Mình chỉ bắt đầu thịnh vượng về tài chính, dư dả về tài chính khi mà mình phát triển ba cái kỹ năng này lên các anh chị. Anh chị mà làm á thì chắc chắn anh chị sẽ ra tiền, mà anh chị còn đam mê nó nữa thì tiền đến với các anh chị dễ dàng như hơi thở đó các anh chị. Đấy. Đó. Nên là anh chị nhớ rèn luyện những cái kỹ năng, những cái thói quen các anh chị nha. Đây là những cái kỹ năng mà chúng ta cần phải phát triển liên tục, và chúng ta phải hỏi chính mình làm thế nào để mình phát triển ba cái kỹ năng này liên tục các anh chị, làm thế nào để chúng ta sở hữu những cái kỹ năng này, làm thế nào chúng ta trở thành những cái người bán hàng giỏi nhất, những cái bậc thầy marketing giỏi nhất các anh chị. Làm sao để chúng ta sở hữu, làm sao để giỏi, để trở thành chuyên gia, bậc thầy bán hàng, bậc thầy marketing các anh chị. Được không ạ? Ừ. Và trong buổi tối ngày mai á, thì Thanh An sẽ hướng dẫn với các anh chị tìm hiểu năm cái loại sóng não, cũng như là cái cách mà chúng ta làm cái bảng thôi miên các anh chị nha. Thôi miên như đợt trước á, thì có một số anh chị á, đồng hành cùng với Thanh An thì Thanh An cũng đã hướng dẫn cho các anh chị làm cái bảng thôi miên rồi. Nhưng mà trong chu kỳ mới này thì chúng ta sẽ được tiếp tục được hướng dẫn lại các anh chị nha. Và chúng ta sẽ tìm hiểu những cái loại sóng não để giúp cho chúng ta khai phá được cái vận hành được cái quy trình của não bộ các anh chị ha. Ừ. Và một cái điều lưu ý nè, trong cái việc mà chúng ta giao tiếp với tiềm thức các anh chị, đó là gì?
tiềm thức không hiểu từ không và tiềm thức không hiểu từ chưa các anh chị. Tiềm thức không hiểu những cái từ phủ định các anh chị nha. Đấy, trong cái cách mà chúng ta giao tiếp với tiềm thức, chúng ta phải giao tiếp theo ngôn từ khẳng định một chiều các anh chị. Ừ. Tiềm thức á, giống như đây là một trong những cái điều mà chúng ta phải biết á, để chúng ta giao tiếp với ông đèn thần của mình cho nó đúng các anh chị. Tiềm thức của chúng ta, ông đèn thần của chúng ta không hiểu từ không và không hiểu từ chưa. À. Chúng ta biết cách giao tiếp để chúng ta giao tiếp đúng. Còn nếu như mà chúng ta không giao tiếp đúng thì chúng ta sẽ không tạo ra cái kết quả như mình mong muốn các anh chị nha. Vậy thì nếu như tiềm thức và ông đèn thần của mình không hiểu từ không và không hiểu từ chưa thì sao các anh chị? Thì chúng ta cần phải sử dụng ngôn từ tích cực một chiều. Cần phải sử dụng ngôn từ một chiều để giao tiếp với tiềm thức, ngôn từ tích cực. Ừ. Giống như vậy anh chị hình dung được nè. Tiềm thức và ông nền thần chúng ta giống như Google các anh chị. Google thì sao? Chỉ hiểu từ khóa thôi. Anh chị thử search lên Google đây. À, anh chị gõ này. À, anh chị lấy điện thoại ra gõ gõ thử nha. Ừ. À, lên Google. Tôi muốn thoát nghèo. Thế thì Thanh An đảm bảo với các anh chị á, là sẽ không hiện ra cái cuộc sống giàu có cho các anh chị mong muốn đâu. Mà nó sẽ hiện ra cái cuộc sống của những người cực kỳ không giàu đó. Đấy. Hoặc là anh chị search, tôi không thích ăn cơm sườn. Thế là hiện ra cái gì các anh chị? Toàn bộ những cái hình ảnh về những cái quán cơm sườn. Ừ. Rất nhiều địa điểm quán cơm sườn ngon. Đấy. Để anh chị lựa chọn. Google, YouTube chỉ hiểu từ khóa thôi các anh chị, không hiểu từ không. Thế thì tiềm thức của mình cũng như thế các anh chị. Tiềm thức của mình cũng chỉ hiểu từ khóa và không hiểu từ không các anh chị nhé. Không hiểu từ không đâu các anh chị. Thế là tối ngày á, có nhiều anh chị hay nói như thế này này. Không muốn nghèo đâu. À, thế thì lập tức ông đèn thần hiểu ra gì? À, chủ nhân của tôi muốn nghèo hơn. Bỏ được không? À, thế sao? Thế là mình suốt ngày cứ mắc cái eo các anh chị. À, mình cứ học gặp hoài luôn. Hoặc là tôi không muốn bị bệnh đâu. Thế ông cũng bỏ đi từ không? À, thế là suốt ngày sao? À, không được khỏe. Đấy. Nắm từ khóa các anh chị. Đó. Thế để bây giờ anh chị hiểu cái điều này, chúng ta cứ search lên Google là chúng ta biết ha, tiềm thức của chúng ta nó sẽ giống như Google, sẽ giống như YouTube ấy. Không hiểu từ không đâu các anh chị. Đấy, ok các anh chị ha. Nên là chúng ta phải cẩn trọng trong cái việc mà chúng ta giao tiếp với tiềm thức của mình. Hãy sử dụng những cái ngôn từ tích cực một chiều, không sẽ, không muốn, không không, không chưa. Đấy. À, anh chị muốn gì thì anh chị phải nói thẳng vào những cái điều mà chúng ta mong muốn luôn các anh chị nhé. Đó. Phải rèn luyện cái điều này các anh chị. Phải rèn luyện cái điều này. Vậy nên á, bây giờ này, trước khi mà anh chị muốn nói một cái điều gì ra thì làm sao? Thì chúng ta phải chậm rãi các anh chị. À, chúng ta phải suy nghĩ trước khi mà nói các anh chị nhé. À, nên ông bà ta có một cái câu đó là gì? Uống lửa 7 lần trước khi nói các anh chị. Anh chị nói chậm thôi, anh chị phải suy nghĩ những cái lời nói trước khi mà mình nói ra. Đấy, chứ mình đừng có nói nhanh quá rồi mình bị cuốn theo những cái ngoại cảnh đó các anh chị. Đó, rồi mình nói những cái điều không tích cực các anh chị ha. Đấy, nên đây là cái điều mà chúng ta cần phải rèn luyện các anh chị. Cần phải rèn luyện các anh chị nha. Đấy. Đó, và mình phải lựa chọn những cái ngôn từ tích cực một chiều để lựa chọn những cái ngôn từ giúp cho mình trở nên giàu có các anh chị nhé. Đó, những cái suy nghĩ nào, chọn cái ngôn từ nào giúp cho mình thành công hơn, giàu có hơn thì mình nói. Còn nếu như mình nói, mình suy nghĩ những cái ngôn từ làm giảm đi cái sự giàu có của mình thì mình đừng có làm các anh chị nha. Đó. Không có chọn đại các anh chị. Nhiều năm qua chúng ta cứ chọn đại nên kết quả của chúng ta là kết quả đại. À, nên là cái kết quả không như mong muốn các anh chị nha. Ừ. Vậy nên á, chúng ta phải ra quyết định cho mình đó là gì, lựa chọn những cái thói quen giúp cho cái cuộc sống của mình á, thành công hơn các anh chị, thành công hơn, giàu có hơn, hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn. Và anh chị lựa chọn những cái ngôn từ tích cực thì đó là những cái ngôn từ có sức mạnh, đó là những ngôn từ mang năng lượng các anh chị nha, thu hút được những cái điều tốt đẹp đến với cuộc đời của mình, thu hút được đối tác, thu hút được khách hàng, thu hút được những cái cơ hội kinh doanh tốt đẹp đến với cái cuộc đời của mình các anh chị. Giúp cho anh chị gia tăng doanh thu, gia tăng lợi nhuận, giúp cho anh chị giàu lên, giúp cho anh chị sở hữu.
những cái dòng tiền rất là lớn. Vậy nên suy nghĩ lời nói của các anh chị là phải nhất quán với nhau, nghĩ cũng phải nghĩ đúng đắn chân chính, nói cũng phải nói đúng đắn chân chính, phải hướng tới những cái điều tốt đẹp các anh chị nhé. Ngôn từ, suy nghĩ, lời nói nó có năng lượng và nó có lực hút các anh chị nhé. Và đây chính là cái thói quen mà chúng ta cần phải rèn luyện, và luôn nói với tiềm thức của mình đó là gì, ngay bây giờ, ngay lúc này tôi chỉ lựa chọn những cái thói quen, những cái giúp cho chúng ta thành công, giàu có, hạnh phúc, khỏe mạnh các anh chị nhé. Đó. Và chúng ta cần phải rèn luyện để thu hút những cái điều tốt đẹp đến với cuộc sống của mình thông qua cái lời nói, thông qua cái suy nghĩ đúng đắn chân chính các anh chị nhé. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ra quyết định cái điều này, rèn luyện cái điều này thì hãy cùng comment tôi các anh chị nhé. Và mỗi khi á mà chúng ta nói ra những cái điều, chúng ta phải tập trung cái kết quả để giúp cho cuộc sống của chúng ta tăng trưởng các anh chị nha. Còn nếu không, chúng ta chỉ tập trung vào những cái điều kia thì sẽ làm cho cái cuộc sống của chúng ta nó càng ngày nó càng đi xuống đó các anh chị. Ừ. Rồi, ok các anh chị ha. Chị sử dụng ngôn từ tích cực, một chiều, tập trung vào cái kết quả mà chúng ta mong muốn các anh chị nha. Và hôm nay thì Thanh An cũng đã chia sẻ với các anh chị ba cái cách để chúng ta giao tiếp với tiềm thức của mình rồi. Và cái việc này thì chúng ta cần phải rèn luyện mỗi ngày các anh chị. Rèn luyện mình, rèn luyện bản thân mình. Vì anh chị biết này, chỉ cần chúng ta thay đổi được những cái niềm tin, những cái suy nghĩ thôi, thì cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ thay đổi các anh chị nha. Thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài các anh chị. Tất cả những cái điều mà chúng ta muốn thay đổi ở bên ngoài á, thì chúng ta chỉ cần quay vào bên trong và thay đổi chính mình thôi các anh chị ha. Rồi, đó cũng chính là cái phần mà Thanh An muốn chia sẻ với các anh chị trong buổi Zoom tối ngày hôm nay. Thì trong cái buổi thì trước đó thì Thanh An có chia sẻ với các anh chị để mà thực hành lòng biết ơn ấy, thì chúng ta hãy đọc cái quyển sách The Magic các anh chị nha. Chúng ta đọc cái quyển sách The Magic rồi sau đó là chúng ta sẽ thực hành từng bước trong cái quyển sách đấy. Và anh chị nhớ nè, khi mà anh chị thực hành lòng biết ơn mỗi ngày á, nếu như mà chúng ta tập trung 100%, nếu như mà chúng ta hiện diện thân tâm trí á các anh chị, trong từng cái câu nói, trong từng cái chữ viết của mình trên từng cái trang giấy, anh chị sẽ thấy cái kết quả của chúng ta nó sẽ được thay đổi ngay lập tức các anh chị. Đó là khi mà chúng ta thực hành lòng biết ơn đúng ha. Thì hôm nay cũng đã muộn rồi, thì Thanh An sẽ hướng dẫn các anh chị vào những buổi dung tiếp theo các anh chị nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong buổi dung, những cái buổi dung tiếp theo các anh chị nha. Và ngày mai chúng ta có một buổi đọc sách 5 giờ sáng cùng với câu lạc bộ, thì anh chị sắp xếp tham gia đúng giờ các anh chị nha. Cái việc mà chúng ta gia tăng tư duy mỗi ngày nó rất là quan trọng các anh chị. Bên cạnh mà chúng ta học bộ công thức thì chúng ta cần phải cài đặt lại tư duy, thay đổi lại tư duy của mình các anh chị nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những buổi dung tiếp theo được không ạ? Rồi xin chào ạ.